Không biết đã được bao lâu cô lại thức giấc. Trước mặt cô là căn biệt thự xa hoa nhưng nền nã. Nhìn nó chẳng thua kém gì căn nhà của Đăng Vương. Đang mà nhìn xung quanh thì Nhật Trung đã đi sang mở cửa. Cô thuận theo bước xuống xe rồi theo sau anh đi vào trong. Đến phòng khách cô lại không kiên nhẫn và hỏi lại anh. Tôi đã đến rồi, bây giờ anh có điều gì cần nói, anh mau nói đi. Em nôn nóng muốn đi khỏi tôi như vậy sao? Nhật Trung, anh đừng có vòng vo nữa, nếu để anh ta tìm được tôi Thì có lẽ tôi sẽ mất đi cơ hội để rời bỏ anh ấy đấy Nghe vậy Anh lại cúi đầu và kề sát mặt cô rồi nói Nếu mà thật lòng em muốn rời khỏi cậu ta Vậy thì tôi đố bất cứ ai có thể đến đây và đưa em đi Nếu có thì kẻ đó cũng phải bước qua xác của tôi rồi hãy nói Còn bây giờ em mau đi theo tôi Không cần đợi cô đồng ý Anh đã quay đi lên lầu Cô mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhưng đến cuối cô vẫn kiên nhẫn đi theo anh lên đến tầng 2, đứng trước một căn phòng, nghe nồng nặc mùi nước khử trùng. Cơn buồn nôn khó chịu trong người cô lại dâng lên, nhưng nó không đến nỗi cô phải chạy đi giải quyết. Anh mở nhẹ cánh cửa và đẩy vào trong. Phía đối diện cô bây giờ là một thân ảnh già nua đang nằm bất động trên giường. Xung quanh còn có máy thở hỗ trợ và nhiều máy chuyên dụng nhỏ nhắn nhằm hỗ trợ và theo dõi sự sống. Bước vào trong thì nhìn kỹ người nằm trong đó. Một gương mặt quen thuộc khiến cô hà hốc miệng. Mẹ ơi! Tiếng gọi thân thương vang lên trong không gian yên tĩnh, Nhật Chung đứng đằng sau và vòng tay trước ngực quan sát mọi động thái của cô mà không can dự vào. Cô vừa đến gần, nhìn sơ qua trạng thái và xem mạch cho bà thì mọi thứ vẫn ổn định, chỉ có điều bà vẫn hôn mê bất tỉnh. Có lẽ buổi sáng cô vẫn chưa ăn gì, cộng với lúc nãy cô lại buồn nôn, bây giờ cơn buồn nôn đó lại trào lên mãnh liệt, khiến cô phải chạy ngay vào nhà vệ sinh và nôn ói. Nhật Chung giật mình về mặt căng thẳng và lo âu đi đến gõ cửa miệng không ngừng gọi cô đồng hân em sao vậy có phải có ai đó lại bắt em ăn cay nữa đúng không em không sao chứ đồng hân anh gọi mãi nhưng bên trong cô vẫn không động tĩnh gì ngoài những tiếng nôn tháo lát sau cánh cửa trực mở ra nét mặt cô có phần mệt mỏi và xanh xao anh lại cuống cuồng lo lắng và hỏi chuyện cô em không sao chứ em có chịu chỗ nào để tôi đưa em đi khám Đồng Hân không biết nên nói thế nào nên chỉ lắc đầu rồi trở ra phía bà Lâm. Nhật Trung lại không yên tâm nên vẫn cố gắng gặng hỏi. Nếu mà em không khỏe thì nên theo tôi đến bệnh viện. Em không lo cho em, nhưng tôi thì khác. Đồng Hân vẫn không để tâm đến lời anh nói. Cô ngồi cạnh bà Lâm và khẽ nắm tay bà rồi thỏ thẻ. Mẹ, mẹ phải mau tỉnh lại nhé. Tỉnh lại để được ấm bồng cháu nội nữa đấy. Mẹ có cháu nội rồi này câu nói thật thà của cô đã làm trái tim một ai đó thoáng chốc nhói đau, trong khi cô lại chẳng hề hay biết điều đó. đôi tay anh ở đằng sau đã sớm siết chặt, trong đầu anh chỉ quen quẩn vào chuyện cô vừa nói. có thai, em có thai rồi, là con của cậu ta sao? tôi nên làm thế nào với em đây? nói với bà vài lời, cô lại quay sang nhật chung. sao bà ấy lại ở đây? anh bây giờ mặt đã không còn chút cảm xúc. Phạm vi suy nghĩ chỉ gói gọn vào đứa bé kia, hai tay đút túi và ra vẻ thong thả không bận lòng, nhưng thật ra bên trong đã sớm cuộn trào như sóng dữ. "Không cần gấp, em lo cho mình trước, tôi sẽ nói cho em biết sau." Đồng Hân buông tay bà Lâm và nhẹ nhàng đặt về chỗ cũ, cô đứng lên đi lại phía anh rồi nhỏ giọng. "Anh có lý do khiến tôi ở đây, nhưng anh cũng đã biết tôi đang mang trong mình đứa con của anh ấy. Bây giờ anh đã hiểu?" Vì sao tôi muốn đi khỏi đây chưa? Tôi không muốn thêm bất kỳ ai biết sự hiện diện của đứa trẻ này. Vì vậy, tôi cho người sắp xếp phòng cho em rồi. Em ở đây với bà ấy một chút, rồi đi về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi đến khách sạn để giải quyết một số việc. Rất lời anh liền rời đi, ra đến cửa, giọng nói ra giết của cô vọng lại từ đằng sau. Anh vẫn muốn tôi ở lại đây sao? Tôi thật sự là không muốn liên lụy đến anh, cũng như không muốn liên lụy đến tịnh yên. Nên tôi không nhờ cậu ấy Đưa tôi đi nơi khác được không Đến nơi khác rồi tôi sẽ không làm phiền anh nữa Bàn tay anh nắm chặt nắm cửa Ngay sau đó anh lại không chút lưỡng lự mở cửa Rồi dứt khoát nói đi ra ngoài Em cứ nghe theo sắp xếp của tôi là được Cánh cửa từ từ đóng lại Từ sâu trong thâm tâm Cô bỗng dưng cảm thấy khó chịu Cảm giác tội lỗi nào đó đã len lỏi vào từng thớ thịt Khiến tâm tình cô nặng chịu Nhật Trung lái xe đến khách sạn mặt mũi anh đen xì khó coi. Đi được một quãng, anh lại nhấn vài một thao tác vào màn hình trên xe. Một cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Thiếu gia, tôi nghe đây. Cậu cho người đến canh gác xung quanh nhà tôi. Bất cứ ai cũng không được ra vào, nhất là Đăng Vương. Trông coi cẩn thận một chút. Có động tĩnh gì thì báo lại với tôi ngay lập tức. Dạ, thiếu gia. Làm việc đi. Không lâu sau, chiếc xe đã dừng trước cửa khách sạn. Phong thái anh vẫn như thường ngày trầm lặng và điềm nhiên. Bất cứ ai dù có chăm chăm nhìn vào cũng chẳng thể biết anh đang vui hay đang buồn. Vào phòng làm việc được ít lâu, cánh cửa phòng làm việc không một tiếng gõ mà lại bật tung. Đông vương sát khí trùng trùng hiện hữu rõ trên gương mặt. Nhật Trung vì cú bật cửa kia mà ngừng mặt lên nhìn. Lúc này Đăng Vương đã đến trước mặt anh, hai tay chống lên bàn ra vẻ giận dữ và trừng mắt. Ai cho cổ cái quyền xông vào nhà tôi đưa người đi? Nghĩ đến cảnh đồng hân một thân hai mạng cực khổ đã ấm ức rời đi, Nhật Trung không ngần ngại đứng phăng dậy, tiện tay nới lỏng chiếc cà vạt cho thoải mái, rồi gần giọng lại. Tôi đến đưa người của tôi đi, thì cậu có tư cách gì mà ngăn cản? Nhật Trung nhướng mày đầy vẻ thách thức. Đăng Vương mất kiềm chế, liền kéo cổ áo anh gần sát lại mình. Hai nam nhân chỉ cách nhau một cái bàn làm việc. Trong phòng lại lặng thinh, khiến người ta có thể nghe rõ từng nhịp thở nóng rực lửa của cả hai. Đăng Vương nhưng muốn nút chửng nhật trung mà nóng giận đến đỏ bừng mặt từ bao giờ nữ nhân của tôi lại là người của cậu vậy hả vẫn là câu nói đó từ bây giờ cậu không có tư cách nhật trung đã mất kiểm soát và đấm vào mặt đăng vương một cái rõ đau vừa đánh anh vừa nói cú đấm này để trả thù cho cái tát mà đồng hân đã nhận anh lao đến phía đăng vương đang lào đảo mà đấm thêm một cái nữa khiến đăng vương ngồi bệt xuống đất cú đấm này là để trả cho nỗi uất ức của đồng hân. Nhật Trung, mày bị điên rồi, hôm nay mày lại đánh tao sao? Nhật Trung không ngại mà đi đến ngồi ngang người Đăng Vương mà đấm tới tấp. Cú đấm này là thay cho sự sỉ nhục mà cả nhà mày đã làm với đồng hân, còn cú đấm này là tất cả là vì đồng hân. Mỗi câu, mỗi chữ, mỗi cú đấm nảy lửa của Nhật Trung đều kết thúc bằng hai tiếng gọi ngọt lịm, đồng hân. Đăng Vương đã giận đến nảy lửa, cố dừng hết sức bình sinh để ngồi dậy và đẩy Nhật Trung xuống khỏi người mình. Mày điên rồi, mày dám mang nữ nhân của tao đi, mày lại dám ngang nhiên ở đây đánh tao. Tao không cần biết mày có còn là bạn của tao hay không, nhưng tao nhất định không bỏ qua cho mày. Đông Vương đứng lên liêu siêu, tay còn lau vội vết máu trên khóe miệng, ngòi hỏa trong người bùng nổ lên luôn miệng phát ra lời đai nghiến. Nhật Trung thì khác, anh như chút hết được cơn giận dữ nên tâm tình cũng khá hẳn lên lấy chiếc khăn tay nhỏ trong túi nhàn nhã lau đi những vết máu của đăng vương trên tay mình mà khẽ cười được tôi cũng đang chờ xem cậu làm gì được tôi nhưng tôi phải cảnh cáo cậu bao năm qua là tôi không muốn làm khó cậu chứ không phải tôi sợ cậu cậu cẩn thận một ngày nào đó tôi không thể nhịn được nữa thì đừng trách sao nhật trung này ra tay tàn nhẫn còn một điều nữa tôi không muốn cậu gặp lại đồng hân nữa hai người đã không còn quan hệ gì rồi cô ấy hiện là người của tôi là nữ nhân duy nhất của Nhật Trung này. Cậu đừng có mà làm can. Được, mày hay lắm Nhật Trung. Vậy mày cứ chờ xem tao sẽ làm gì. Còn đồng hân, một ngày không xa nữa tao sẽ đường đường chính chính đưa cô ấy về. Tốt nhất là mày đừng có động chạm vào cô ấy. Tay phải động tao chặt tay phải. Tay trái động tao chặt tay trái. Mày nhớ đấy. Dứt lời, Đăng Vương hậm hực mặt mày bầm dập đến đủ màu xanh tím đi ra ngoài. Trong khi Nhật Trung gương mặt mỉm cười vẻ hả hê vô cùng thong thả nhìn theo kẻ thua cuộc. Trước nay cả hai chưa bao giờ đánh nhau, đến lớn tiếng với nhau còn không có. Vậy mà bây giờ họ lại trở mặt nhau, không vì điều gì cả, duy chỉ vì có cô, vì cô là đồng hân nên mới khiến họ trở nên như vậy. Đăng Vương trở về phòng làm việc, cởi bỏ cái áo vét nóng bức và ném sang một bên. Anh ta đi thẳng vào nhà vệ sinh, mở vòi nước lạnh thật mạnh như muốn cột rửa đi hết những khó chịu trong tâm can. Lát sau, với lấy cái khăn trắng bông mềm mại treo trên giá, nhìn mình trong gương, anh lau đi gương mặt đang ướt sũng nước. Gương mặt đã không còn bốc đồng như lúc nãy nữa. Bây giờ, gương mặt đó chứa đầy sự ôn nhu pha chút nỗi thống khổ khó diễn tả. Đồng Hân, tôi xin lỗi em. Tôi còn chưa kịp nói ra lời thật lòng với em. Sao em lại nhanh chóng rời đi như thế? Em đã không còn muốn ở bên cạnh tôi đến như vậy sao? Tự nói với bản thân mình qua tấm gương trước mặt chỉ khi ở một mình Anh mới có thể là chính mình Anh còn chưa tìm được ra bà Lâm Thiên An lại là manh mối duy nhất Anh cũng biết Thiên An không bình thường Như những gì cô ta thể hiện Vậy nên trước khi biết được tung tích của bà Lâm Anh không thể lấy đồng hân vào tầm ngắm tiếp theo của Thiên An được Dù rằng là tốt cho cô Nhưng khi nghe Đăng Tuyết nói Nhật Trung đã đưa cô đi mất Lòng anh lại đau không có cách nào khống chế Vậy là từ nay Căn biệt thự đăng ra đã không còn ai lẽo đẽo theo sau anh không còn ai ngồi chờ cơm anh mỗi tối, cũng chẳng còn ai vì chờ đợi mỏi mòn mà ngủ thiếp đi trong vòng tay anh nữa rồi. Buổi chiều, Đồng Hân mới quay về phòng mà Nhật Trung đã nói sắp xếp sẵn cho cô. Đó là một căn phòng lớn, nội thất bên trong đều là đồ dùng mới. Cô có thể nhìn ra được điều đó. Cô từng bước và đi vào trong, mở tủ quần áo cô lại thêm một lần bất ngờ và chố mắt. Bên trong toàn là những váy áo đắt tiền, đủ màu sắc nhã nhặn. Bên cạnh còn là một ngăn tủ khác, cô mở nó ra xem cô lại lấy tay che miệng mình để che đi sự xúc động bên trong là những váy bầu đủ kiểu chẳng biết ai đã mua nó từ bao giờ cô còn tự hỏi liệu những thứ này có phải là dành cho mình hay không đang miên man bên dòng cảm xúc hỗn loạn thì dì lâm quản gia bên ngoài đã mang vào một phần ăn nhẹ cùng một ly sữa nóng dì đi đến cái bàn nhỏ nơi góc phòng đặt nó xuống rồi nhìn cô cô hân tới giờ ăn rồi Cô mau qua ăn đi kẻo nguội. Đồng Hân nhẹ nhàng đóng cửa tủ quần áo rồi đi đến ngồi vào bàn ăn. Dì Lâm định đi ra thì cô lại hỏi, "Căn phòng này là Nhật Trung đã chuẩn bị cho tôi sao?" Dì Lâm cười hiền hậu rồi nhìn cô, "Đúng vậy, cô Hân đúng là có phúc, cậu chủ chưa bao giờ đưa người khác giới về nhà, cũng chưa từng tỉ mỉ dặn dò tôi làm nhiều việc như vậy." Nghe vậy, cô liền ngây người hỏi lại, "Dì nói là anh ấy dặn gì nhiều việc?" là việc gì ạ à? buổi sáng cậu ấy bảo tôi cho người dọn dẹp căn phòng này thật sạch sẽ sau khi đưa cô về thì cô cứ mãi ở trong phòng bà lâm nên không hay biết tất cả nội thất trong căn phòng này đều được thay mới hoàn toàn ngay cả váy bầu của cô cậu ấy cũng bắt tôi chuẩn bị luôn rồi chắc là cậu ấy mong chờ được con này lắm nên mới nôn nóng như vậy cuối cùng thì cậu ấy cũng hết sống một cuộc sống cô đơn rồi thì ra là dì lâm hiểu lầm đứa bé trong bụng cô là của nhật trung nên mới tỏ vẻ vui mừng như vậy cô đặt nghĩa ăn xuống và định giải thích cho dì hiểu thì bên ngoài nhật trung đang đi vào trên tay còn sách nhiều túi đồ lớn nhỏ vẻ mặt hớn hở cũng chẳng kém gì dì lâm em ăn chưa sao còn nguyên đồ ăn vậy không hợp khẩu vị em sao để tôi bảo dì lâm làm mấy món khác cho em hay là thôi để tôi đưa em ra ngoài ăn em muốn ăn gì anh vừa đặt những túi đồ kia xuống rồi hỏi không ngừng quan tâm cô Dì Lâm nghe thấy cũng cười tủm tỉm và e ngại. Cô cũng vì vậy mà đỏ mặt ngại ngùng. Anh, anh đừng có như vậy được không? Tôi không dám nhận đâu. Dì Lâm biết cô đang ngại nên hiểu chuyện và không nấn ná thêm ở đó nữa. Thiếu ra, vậy tôi ra ngoài trước. Anh không trả lời mà đi đến ngồi đối diện cô. Dì Lâm lại nhoẻn cười và lắc đầu nhìn anh rồi quay đi mất. Cánh cửa phòng đóng lại, cô nhìn anh rồi nói. Anh định làm trò gì đây? Tôi không muốn đùa với anh đâu nhé." Nhiệt Trung lại bày ra vẻ mặt trơ trẽn nhìn cô khẽ cười, một nụ cười như mang cả một bầu trời nắng ấm kia vào đây. "Em thấy tôi đang đùa với em ở chỗ nào? Anh đừng có như vậy được không? Anh không thể đối với tôi bình thường được hả?" "Tôi đang đối với em bằng tất cả sự thật lòng của tôi, em tin hay không thì đó vẫn là sự thật. Anh đừng có nói nữa, mau qua đây xem tôi đã mua gì cho hai người đây." "Anh vừa nói vừa dắt tay cô đi qua phía giường ngủ, nơi đang đặt những chiếc túi ngổn ngang. Cô vớ tay và mở xem một vài thứ. Cô lại một lần nữa xúc động tột độ khi bên trong toàn những quần áo và đồ chơi trẻ con. Cô nâng niu vài đôi vớ nhỏ đầy màu sắc mà dưng dưng khó tả. Anh bất chợt nhìn sang cô, thấy được một tia hạnh phúc trong mắt cô, anh lại thấy hạnh phúc hơn gấp vạn lần. Em có thích không? Sao anh lại mua những thứ này? Đứa bé nào mà chẳng cần những thứ này, tôi đã tìm rất lâu trên mạng mới mua hết được những thứ cần thiết đấy còn nôi và dụng cụ pha sữa thì tôi vẫn chưa tìm được nhãn hàng tốt nhất để mua nên thôi đành để sau vậy em xem xem có vừa ý không những lời anh nói tự như một tấm đệm bông êm ái mà cô vô tình được nằm lên đó cảm giác đó thật là mãn nguyện cô nhìn anh không chớp mắt chẳng hiểu vì sao anh lại đối tốt với mình thế này sao lại phải đối tốt với tôi như vậy tôi không đối tốt với em Tôi đối tốt với con tôi Đây là đồ tôi mua cho đứa bé Tôi không mua cho em Lời anh nói ra không một chút suy nghĩ Không một chút lấp lửng khiến cô ngây người Con anh Đúng, nó là con tôi Em có muốn chối bỏ cũng không được đâu Nhật Trung, tôi vẫn chưa hiểu Sao anh phải làm vậy Tôi không muốn phải mắc nợ anh nhiều như vậy Lúc này Ánh mắt anh lại dịu dàng Giọng nói cũng yêu chiều cô hơn bao giờ hết Nghe tôi nói này tôi sẽ nhất định chịu trách nhiệm với mẹ con em con em là con tôi tôi không cho phép em nói thêm bất cứ lời nào về việc này nữa nhưng mà tại tại vì tôi yêu em cô vẫn chưa nói xong nhưng anh đã hiểu cô sẽ định nói gì câu nói ngắn gọn và xúc tích của anh lại một lần nữa khiến cô đơ người hai cặp mắt đối diện nhau giao nhau một lúc vẫn không chớp không phải cô không muốn nói mà là không biết nên nói gì vào lúc này nhật trung hiểu cảm xúc của cô anh lại mỉm cười rồi xoa đầu cô yêu thương được rồi em đừng có để con tôi đói đấy đi đi tôi đưa em đi ăn tôi vì đứa bé này mà từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì tôi cũng sắp chết đói rồi đây đi thôi anh là vậy vẫn tự ý như vậy vô tư mà nói như không có chuyện gì xảy ra cô lại vô thức đi theo sau anh như bị một thứ gì đó mê hoặc và câu dẫn sự dịu dàng này sự ôn nhu này nếu đổi lại là đăng vương thì hay biết mấy cả hai về đến nhà thì cũng đã tối mịt trời nhật trung đưa cô về phòng trên tay còn mang theo nhiều loại sữa dưỡng thai đủ loại đặt lên bàn nhỏ phía góc phòng anh trở lại ân cần đỡ cô ngồi xuống giường rồi nói cũng trễ rồi em đi tắm rồi đi ngủ đi để tôi đi pha nước cho em không cần cô đồng ý anh đã quay người đi thế nhưng cô đã kịp nắm lấy tay anh kéo lại rồi nhỏ giọng anh không cần làm như vậy đâu tôi biết là anh đang muốn an ủi tôi tôi cũng rất biết ơn anh đã hôm nay vì tôi mà làm rất nhiều việc nhưng mà bao nhiêu đó là quá đủ rồi tôi không muốn tiếp tục ở đây làm phiền anh nhưng mẹ à không bà lâm đang ở đây vì vậy tôi muốn đợi đến khi bà ấy tỉnh lại cùng vạch tội thiên an tôi sẽ rời khỏi đây ngay trong thời gian này anh không cần quá quan tâm đến tôi đừng miễn cưỡng làm bất cứ việc gì vì tôi cả nhật trung dường như đã quá hiểu cô bình thường nếu như nghe cô nói những lời khách sáo như vậy thì anh sẽ rất tức giận thế nhưng bây giờ thì khác bây giờ anh lại nghĩ cô là vì đã bắt đầu để tâm đến anh nên cô mới bận lòng đến những việc anh làm vì cô nghĩ vậy anh lại mỉm cười nụ cười nhẹ nhàng mà vô cùng ấm áp anh đi đến đặt tay lên đầu cô mà xoa ánh mắt cũng tràn ngập sự cương chiều vô độ tôi đã nói rất nhiều lần rồi tôi là vì đứa con của tôi những việc tôi làm đều là vì nó, không phải vì em. Em đừng có bắt tôi phải xa con của mình chứ. Nhưng mà anh đừng đừng có nói gì nữa. Trời cũng sang khuya luôn rồi, em đừng có tắm nữa, mau thay quần áo rồi đi ngủ đi. Thai phụ tắm đêm cũng không tốt. Ngoan đi, tôi về phòng trước đây, em yên tâm và đừng lo gì nữa. Bàn tay anh lưu luyến rời khỏi đỉnh đầu của cô, hai bàn tay to lớn vững chãi kia nhàn hạ đút vào túi rồi đi ra ngoài. Đồng Hân nhìn vào bóng lưng đấy rất lâu. Cánh cửa đóng lại, cô lại nhìn xoáy sâu vào từng thớ gỗ ở đó. Lòng cô sao lại thấy tội lỗi ngập tràn thế này? Quay sang nhìn những món đồ mà hôm nay anh đã chuẩn bị mà khóe mắt cô lại rưng rưng. Cô sờ vào bụng mình rồi thủ thỉ cùng đứa bé. Con biết không, những món đồ này nếu là ba con chuẩn bị thì có lẽ bây giờ mẹ đã mất ngủ vì hạnh phúc rồi. Nhưng mà ông trời lại không cho mẹ con chúng ta được tận hưởng niềm hạnh phúc đó. Con yêu, con nói xem Có phải mẹ con chúng ta đã liên lụy người không liên quan không Tâm tình nặng chịu và khó chịu Khi trong đầu là hai luồng suy nghĩ đối lập Một bên là Đăng Vương Người mà cô có thể dành cả một đoạn tình cảm tự nguyện Khắc cốt ghi tâm để yêu thương chờ đợi Một bên là Nhật Trung Người mà cô không có một chút cảm giác yêu thương Lại vì cô làm quá nhiều việc Đột nhiên cô lại nhớ đến tịnh yên Quá nhiều việc xảy ra cùng lúc Khiến cô quên đi việc gọi điện báo tin cho cô bạn thân Lục tìm chiếc điện thoại trong túi, một tay nhấn vải thao tác, tay còn lại lau vội đi những giọt nước mắt sắp trực trào. Đứng lên đi về phía cửa sổ, mở tung nó ra. Gió đêm không thổi mạnh và mãnh liệt như ban ngày, thế nhưng nó lại mang đến cái lạnh khiến cho con người ta phải co do vào một xó. Điện thoại trên tay cô đang vọng lại giọng nói quen thuộc của tịnh yên. Nghe chất giọng đó, cô lại khẽ cười nhẹ nhõm. Đồng Hân hả? Là cậu sao? Sao hôm nay lại gọi cho tớ? Cậu ổn chứ hả? Ừ, tớ ổn. Ngày mai tớ sẽ đến bệnh viện đi làm lại. Tớ nhớ cậu quá rồi. Đi làm lại sao? Tên khốn đó tốt với cậu như vậy hả? Lại chịu để cho cậu đi làm sao? Tịnh Yên vẫn luôn nặng lời khi nói về Đăng Vương. Mặc dù cô không mấy vui khi anh bị cô bạn mình xúc phạm. Thế nhưng ngoài việc lặng lặng cho qua, cô cũng không thể làm gì khác hơn. Được rồi, cậu đừng có nói vậy nữa. Tớ và anh ấy ly hôn rồi. Bên kia, Tịnh Yên lộ rõ sự bất ngờ khó tin chỉ thông qua giọng đuệ truyền đến từ loa điện thoại. Cái gì? Ly hôn rồi á? Ôi trời ơi, cảm ơn trời Phật đã phù hộ và ngó ngàng đến kẻ đáng thương như cậu. Tớ phải nghĩ xem nên đi ăn mừng như thế nào đây? Có nên xin nghỉ vài hôm để đi dã ngoại cho cậu gột rửa hết những thứ u ám bám quanh người cậu không nhỉ? Tớ không muốn đi, tớ cũng không muốn ăn gì cả. Bởi vì, bởi vì tớ ngén rồi. Cậu bệnh sao? Có nặng không? cậu đó, ăn cái gì cũng ngén. Cậu không thử tự soi gương sao? Nhìn xem bản thân đã ốm đến thế nào rồi kia. Tớ không phải là có ý đó. Tớ muốn nói tớ ngén là vì đứa trẻ. Đầu dây bên kia là một sự im lặng. Cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt của tịnh yên bây giờ. Cô đoán tịnh yên sẽ bất ngờ đến mức mắt chữ ô, miệng chữ A. Biết vậy cô liền phì cười rồi nói tiếp. Sao lại im lặng rồi? Không liên thuyên như bà cụ non nữa hả? Đồng Hân, cậu đang ở đâu vậy? Tớ sẽ đến đón cậu. Không cần đâu, tớ đang ở nhà của Nhật Trung. Tớ định sẽ ở đây một thời gian. Sao lại đến nhà anh ta? Nói gì thì nói, anh ta cũng là đồng bọn của cái tên khốn kiếp kia. Cậu đừng để bị xa bẫy lần nữa. Mau quay về đây với tớ, tớ sẽ đến đón cậu. Cậu bình tĩnh nghe tớ nói, tớ còn một việc khác quan trọng hơn nên càng phải ở lại đây. Việc gì lại quan trọng đến mức cậu phải một mực muốn ở đó. Bà Lâm đang ở đây Sao? Lại có chuyện đồng trời như vậy nữa sao? Hóa ra tên Nhật Trung đó là người bắt cóc bà Lâm hả? Tại sao chứ? Chuyện không như cậu nghĩ đâu Ngày mai gặp tớ sẽ nói rõ với cậu sau Còn bây giờ tớ cúp máy đây Trời cũng khuya rồi Cậu mau nghỉ ngơi đi Mai gặp Để tình yên không thắc mắc thêm nhiều chuyện Cô đã chủ động cúp máy trước Nhìn lên bầu trời yên ả Nhưng mù mịt đen tối không lấy một vì sao kia lại khiến cô có chút hoài niệm về cảm giác được gần người cô yêu. Cái cảm giác luôn đơn phương đứng sau một người đến bây giờ cô mới nhận ra nó đau, nó tủi và nó uất nghẹn đến thế nào. Nhật Trung về phòng liền đi tắm cho khuây khỏa. Lúc chiều anh nói quá đói chỉ vì muốn đưa cô ra ngoài ăn. Kết quả đến nhà hàng, anh lại phải toàn gọi những món thanh đạm cho cô tầm bổ, bản thân lại chẳng ăn được gì. Bây giờ đã hơn 10 giờ đêm, bụng anh lại réo lên cồn cào khó chịu. Hạ Nhân có lẽ đã ngủ hết. Anh đành tự mình xuống bếp và tìm một thứ gì đó ăn lót dạ. Đứng giữa căn bếp rộng lớn nhưng lại chẳng có chút đồ ăn có sẵn nào. Anh đành xé vụ một ly mì ăn liền trên tủ bếp rồi nấu ăn. Trong khi đợi mì vừa ăn, anh lại tranh thủ lướt điện thoại và xem qua một mớ công việc đang chất chồng như dãy núi. Hôm nay anh đã chẳng làm được gì, anh gác hết mọi việc chỉ để chu Toàn sắp xếp mọi thứ cho cô. Nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất, không ai dám đắc tội. Ấy vậy mà vì một nữ nhân không yêu mình mà xé bỏ mọi nguyên tắc của bản thân. Đồng Hân có lẽ ban nãy ngon miệng nên ăn quá nhiều. Cô nằm trên giường mà không tài nào chợp mắt được. Hết cách, cô lại xuống giường rồi đi ra ngoài. Có lẽ một ly sữa ấm sẽ khiến cô dễ đi vào giấc ngủ hơn. Cô đi xuống bếp nhưng chưa vào trong thì đã thấy ánh đèn trong đó len lỏi ra bên ngoài. Nghĩ gì Lâm hoặc hạ nhân nào đó nửa đêm đói bụng. Cô lại mỉm cười vì còn có người chung cảnh ngộ như mình. Đến trước cửa nhà bếp, bàn chân cô chợt đứng chững lại, bóng lưng quen thuộc bên trong lại khiến cô suy ngẫm, dường như là anh đang ăn gì đó. Cô có thể nghe mùi thức ăn rất thơm, anh vừa ăn tay lại không ngừng lướt điện thoại, ánh mắt cũng dán chặt vào đó. Có lẽ vì quá tập trung vào đó nên anh không nhận ra cô đang quan sát anh từ đằng sau. Bây giờ quay về phòng cô cũng không ngủ được nên trần trừ một hồi cô lại quyết định đi vào trong lúc chiều anh nói anh đói bụng muốn đi ăn sau đó lại nói không đói nên không muốn ăn bây giờ lại một mình ở đây ăn mì thế này anh muốn tôi mang tội lỗi đến chết sao thật ra là anh không phải không muốn ăn cùng cô mà là anh không thể ăn thức ăn không hợp khẩu vị của mình với lại một phần những thức ăn anh gọi đều là những món tẩm bổ cho thai phụ vì vậy anh lại càng không thể ăn được nghe giọng cô từ đằng sau anh quay ngoắt lại sang nhìn em khó chịu ở đâu sao hay em lại đói rồi em muốn ăn gì tôi làm cho em tôi không đói lúc nãy tôi ăn quá nhiều nên hơi khó ngủ tôi định xuống pha một ly sữa ấm thì lại gặp anh ở đây ăn mì vậy thì em ngồi đó đi để tôi pha cho em không cần đâu anh cứ ăn đi chuyện này đơn giản tôi tự làm được rồi phải rồi anh đang làm việc sao nhìn anh có vẻ căng thẳng quá anh tắt vội điện thoại rồi đặt xuống bàn cũng không có gì quan trọng chỉ là vài việc linh tinh thôi không đáng ngại Công việc anh nhiều như vậy mà còn phí thời gian cho tôi làm gì Sau này anh không cần quá bận lòng như vậy đâu Dù gì thì ngày mai tôi cũng đến bệnh viện đi làm lại rồi Số tiền hôm nay anh mua nhiều thứ cho tôi Đợi có lương tôi sẽ gửi trả lại cho anh Nghe cô lại khách sáo như thế Và nói chuyện xa lạ như thế Anh lại trao mày Đối với tôi em lại muốn rạch ròi khoảng cách như vậy sao Không tốt sao Tôi không muốn mắc nợ ai Nhất là những người sẵn sàng giúp tôi lúc hoạn nạn Chẳng hạn như là anh đấy nói vậy em xem tôi là bạn em sao cô pha xong ly sữa vừa thổi vừa uống một ngụm cô lại gật đầu mà không chịu hiểu cảm giác của người đối diện đúng ngoài tỉnh yên ra anh là người bạn biết quan tâm tôi nhất nếu có một dịp thích hợp thì tôi sẽ báo đáp ân tình này của anh lần này thì anh đã thật sự nổi giận anh không nói thêm gì mà cầm lấy ly mì đang ăn dở ném thẳng vào sọt rác vẻ mặt hậm hực đi đến rửa tay rồi đi ra ngoài trước khi đi khỏi anh cũng không quên nói em mau uống cho hết rồi đi ngủ đi em muốn đến bệnh viện làm việc thì tôi không cản em nhưng mà cái phần ân tình gì đó em muốn trả tôi thì tôi không cần vì phần lãi tôi muốn là trái tim em chứ không phải là tiền nói xong cũng là lúc anh đi khỏi gian bếp cô hiểu phần tình cảm anh dành cho cô đã vượt mức tình bạn thế nhưng cô hiểu yêu đơn phương là một loại thống khổ khốn nạn nhất trên đời vì vậy Cô đành nói những lời gây tổn thương kia Hồng cầu mong anh nhanh chóng dứt đoạn tình cảm này với cô Gạt đi những dòng suy nghĩ đang thi nhau chạy trong đầu Cô tranh thủ uống hết ly sữa còn ấm Rồi trở về phòng và cố ép mình vào giấc ngủ Sáng hôm sau Cô đã dậy từ rất sớm Mọi thứ chuẩn bị thật tiêm tất từ đầu đến chân Nhìn mình qua gương Cô đã cảm thấy ổn mọi thứ mới ra khỏi phòng và chuẩn bị đến bệnh viện. Cô không quên tạt qua phòng bà Lâm và khám sơ lượt cho bà. Mọi thứ vẫn bình thường, cô mới yên tâm đi xuống dưới vừa xuống đến phòng khách dì lâm có vẻ đang đợi cô ở đó thấy cô dì liền niềm nở đi đến và cúi đầu cô hân thiếu gia bảo cô xuống dùng bữa sáng cậu ấy đang chờ cô trên bàn ăn tôi biết rồi nhưng tôi chưa thấy đói dì nói anh ấy ăn đi lát nữa đến bệnh viện tôi sẽ ăn sau nhưng thiếu gia nói cô phải ăn sáng mới cho cô đi làm cô hân đừng làm khó tôi cũng đừng phụ lòng thiếu gia Cậu ấy đã dậy và chuẩn bị nấu ăn riêng cho cô từ lúc trời chưa sáng đấy. Chưa có ai được Diễm Phúc ăn thức ăn thiếu gia nấu đâu. Chỉ có cô và Tiểu Trung trong bụng cô mới được yêu ái như vậy thôi. Lần nữa bị dì Lâm hiểu lầm, cô liền lên tiếng phân bua. Dì Lâm, chuyện không phải như dì nghĩ đâu. Dì đừng nghe Nhật Trung nói bậy. Đứa bé này là con của riêng một mình con thôi. Chuyện này không liên quan gì đến anh ấy cả. Dì Lâm ra vẻ không tin, bèn cười hiền dịu và kéo tay cô. Thôi được rồi, đợi tiểu trung ra đời thì sẽ biết ngay thôi mà. Bây giờ cô mau xuống đó đi, đừng để thiếu gia đợi quá lâu. Này dì Lâm, con không đói mà. Dì Lâm không quan tâm mà kéo cô đi xuống phòng ăn. Đến nơi Nhật Trung đã ngồi sẵn ở đó. Nhìn thấy cô, anh lại niềm nở như chuyện tối qua chưa hề tồn tại. Em ngồi đi, tôi đích thân làm vài món để cho Tiểu Trung ăn. Em giúp nó ăn một chút đi, kẻo nó lại đói mà nó không biết gọi em như thế nào đấy. Thứ cô sợ chính nhất là thái độ của anh. Mỗi lần anh như vậy, cô lại cảm thấy bản thân mình quá đôi ích kỷ, nhưng nói mãi thì anh vẫn như vậy nên cô cũng không muốn nói nữa. Tôi thật là hết nói nổi anh được rồi. Được thôi, tôi ăn là được chứ gì, ăn nhanh một chút tôi còn phải đến bệnh viện nữa. Tôi biết, em ăn mau đi, lát nữa tôi đưa em đến đó. Tôi tự đi được rồi. Nếu mà em muốn gặp Đăng Vương, muốn bị cậu ta đưa về đó thì em cứ việc, tôi không cản em. Nghe đến đó cô dừng lại vài giây rồi nhỏ giọng Vậy anh cho tôi đi nhờ đến bệnh viện vậy Được như ý Nhật Trung cười phì một cái Cảm thấy những lúc thế này cô lại rất đáng yêu Càng ngày anh càng cảm thấy Cái hố tình mà anh tự đào đã ngày càng sâu Thành vực mất rồi Sau bữa sáng nhanh chóng vánh Cả hai cùng ngồi vào xe rồi lái đến bệnh viện tâm y Suốt dọc đường Anh nhấn ga mà như không nhấn Hễ đến làn gờ giảm tốc là anh như dừng hẳn để xe theo chớn nhẹ nhất tự lướt qua. Cô thấy điều đó quá dư thừa nên bèn nói. Anh không lái nhanh được chút sao? Tôi sắp trễ giờ làm rồi đấy. Trên xe đang có bình thủy tinh dễ vỡ, tôi không thể liều mình chạy nhanh được. Anh làm quá rồi đấy, anh cứ chạy bình thường xem nào. Tôi không lo cho em, tôi đang lo cho Tiểu Trung. Đường sốc quá sẽ khiến nó sợ đó. Anh... Cô thật là hết nói nổi anh rồi. Chuyện gì anh cũng lấy đứa bé làm bức bình phong Dù chuyện thì có vô lý Nhưng mà bị anh nói một hồi thành lại có lý Cô đánh bất lực nhìn ra ngoài không cửa sổ Ánh nắng hôm nay thật nhẹ nhàng Bỗng chốc tâm tình sóng giữ trong cô Lại hóa yên lành Tại Đăng Gia Thiếu đi sự có mặt của Đồng Hân Đã khiến nơi đây trống vắng hẳn Đăng Vương mặt mày rũ rượi Và ảm đạm đến khó coi Dù là thế Ở trước mặt Thiên An anh cũng không để lộ một chút sơ hở nào rằng mình đã để đồng hân vào trong tâm giờ đến khách sạn cũng đã trễ nhưng dường như anh vẫn không có ý định đến đó anh thường người ngồi vào bàn làm việc với một mớ hỗn độn trong đầu đang miên man thì điện thoại kế bên lại reo lên là cô thư ký riêng đang gọi đến anh mệt mỏi và với tay lấy cái điện thoại rồi lười biếng đặt lên tai có chuyện gì chủ tịch Tôi đã nghe ngóng được bệnh tình của cô An từ một phòng khám tư hẻo lạnh ở vùng sát xanh ngoại ô. Từ manh mối đó, tôi đã tìm tới phòng khám tâm lý nổi tiếng ở thành phố Y. Ở đó tôi đã điều tra được, thật ra cô An không hề mắc chứng rối loạn tâm lý sau sang chấn, mà là chứng tâm thần phân liệt. Cô ấy đang ở giai đoạn 2. Giai đoạn này đã hình thành một tính chiếm hữu cao của cô ấy. Tôi chỉ hiểu được thế này, nếu mà cô An lấy anh làm trọng tâm trong suy nghĩ của cô ấy, một khi ai đó mà có muốn chiếm lấy anh, hoặc là đã ngăn cấm cô ấy gần anh thì tâm lý muốn hủy diệt thứ rào cản đó sẽ lấn át và khiến cô ấy mất lý trí. Tệ hại hơn là cô ấy có thể giết người. Cốc cốc, có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, anh trao mày nhìn đăm đăm ra đó, tay vặn cửa xoay chuyển cũng là lúc anh nói nhỏ vào điện thoại rồi tắt máy. Cô điều tra xem việc mẹ tôi mất tích có liên quan gì đến Thiên An không? Có gì gọi ngay lại cho tôi. Vừa dứt lời thì điện thoại vừa tắt máy cánh cửa cũng bật mở hoàn toàn. Anh nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái như thường lệ và nhìn vào nữ nhân đang bước vào phòng mình. Thiên An vào trong, vừa hay nhìn thấy Đăng Vương đặt vội điện thoại xuống bàn. Ánh mắt cô lia qua vài tia nghi ngờ rồi nhanh chóng thu lại. Khóe môi nhuền cười và niềm nở đi đến trước mặt anh rồi nói. Hôm nay anh không đi làm sao? Anh không khỏe chỗ nào hả? Anh làm ra vẻ không biết gì bèn đáp lời cô. Có, chút nữa anh đi, Em tìm anh có việc gì sao? Cũng không có gì, thấy anh không xuống dùng bữa sáng, em lo anh lại đói nên là lên đây tìm anh. Anh mau xuống dưới dùng bữa đi. Anh chuẩn bị đến khách sạn rồi, em ăn đi, khi nào đói thì anh ăn sau. Vậy được, để em xuống dưới pha sữa cho anh, không ăn thì uống chút sữa nhé. Không cần đâu, anh cũng không muốn uống. À phải rồi, em về đây cũng lâu rồi, anh thấy bệnh tình em cũng thuyên giảm không tái phát nữa em cũng nên ra ngoài hóng gió ở trong nhà mãi như thế thì bệnh nữa không tốt đâu thiên an mang bộ dạng làm nũng cô bĩu môi và cụp mắt vẻ buồn bã nhưng mà em sợ ra ngoài một mình nếu lỡ để ai phát hiện em có bệnh thì làm sao em sợ họ sẽ kỳ thị em sợ ánh nhìn của họ đăng vương suy ngẫm một hồi nếu việc bà lâm mất tích thực sự có liên quan đến cô thì chắc chắn cô sẽ có đồng bọn một mình cô bận phải giả vờ bệnh ở nhà nên người trực tiếp đưa bà Lâm đi sẽ không phải là cô Nghĩ vậy anh liền nói Vậy hôm nay anh không đến khách sạn nữa Anh sẽ đưa em đi chơi được chứ Thiên An không biết Sự nương chiều đột ngột kia Lại là một bước toan tính Nên liền mừng rỡ Anh nói thật không Anh chịu bỏ thời gian một ngày để đưa em đi chơi sao Ừ em thích không Thích thích em rất thích Vậy em đi chuẩn bị ngay đây Nói xong cô liền quay lưng đi ra đến cửa anh lại lên tiếng Em có bạn thì cùng rủ đi chung cũng được Em không có bạn Em chỉ có anh thôi Đăng Vương thận trọng từng lời nói thốt ra Chưa bao giờ anh cảnh giác với cô như vậy cả Nhưng từ giờ Có lẽ anh sẽ luôn như vậy Để không làm hại đến những người vô can Vậy hả Vậy em đi chuẩn bị đi Tôi sẽ xuống dưới đợi em Được em xong nhanh lắm Anh đợi em nha những nét hạnh phúc tột cùng hiện rõ qua từng hơi thở của cô. Đăng Vương nhìn theo cô mà lòng dâng trào nỗi khó xử. Nếu sự thật, cô có làm ra những chuyện tày trời đi chăng nữa, thì liệu có phải chính anh là căn nguyên của những việc đó hay không? Nếu đúng thật, anh có nỡ ra tay với người kể cận bên mình suốt từng ấy năm hay không? Mặc dù không còn tình cảm với cô từ khi đồng hân xuất hiện, thế nhưng việc bỏ mặc cô và không lo lắng lại khiến anh ái náy không dứt được. Trên quãng đường dài từ biệt thự nhà Nhật Chung đến bệnh viện tâm y chỉ mất khoảng 25 phút chạy xe, vậy mà hôm nay anh đã chạy liên tục không dừng nhưng phải mất 40 phút mới đến trước cổng bệnh viện anh cẩn thận chạy sang mở cửa còn chèn bàn tay trên nóc xe sợ đầu cô va vào đó cô mới đầu còn rất ngại vì hành động quá đỗi thân mật này nhưng xung quanh mọi người đang nhìn hai người bàn tán nên cô nhanh chóng xuống xe rồi đi thẳng vào trong vừa vào trong thì nhật trung đã kéo tay cô lại em là bác sĩ mà không biết phụ nữ có thai nên đi đứng thế nào hả Sao anh còn chưa chịu đi nữa Tôi đến nơi rồi anh còn chạy theo vào đây làm gì Tôi đang muốn nhắc nhở em đó Đừng có làm tiểu trung hoảng sợ Đồng hân nhìn quanh Thấy mọi người bên trong lại đổ dồn tầm nhìn vào hai người Sợ bị hiểu lầm Cô gạt tay anh ra rồi lùi lại một bước Nhật Trung không quan tâm ai đang nhìn Hay xì xầm về mình Anh tiến về cô một bước rồi trầm giọng Em tránh tôi như vậy làm gì Anh đến khách sạn đi Mọi người đang nhìn anh đó Phải, có lẽ vì anh cũng là một nhân vật có tầm cỡ lại thường xuyên có mặt trên báo đài nên việc mọi người biết đến anh là dĩ nhiên thôi nhưng mà hơn ai hết anh biết cô đang viện đại một lý do nên khóe môi có chút cong lên em nhìn tôi dễ bị gạt như vậy sao đi thôi tận mắt thấy em vào phòng làm việc tôi sẽ đi vừa nói anh vừa nắm tay kéo cô đi cô muốn phản bác cũng không thể vì mọi người đang nhìn quá đông đi hết đoạn đường dọc hành lang Đến gần cửa phòng làm việc của cô, cô kéo tay mình ra khỏi tay anh, giọng điệu khó chịu và lấy chìa khóa mở cửa. Anh đi đi, tôi không muốn mọi người bàn tán không hay về chúng ta. Nhật Trung lại thông thả nhét hai tay vào túi rồi nhẹ giọng. Sao lại không hay? Bất quá thì họ chỉ nói chúng ta là một đôi thôi, có gì mà phải ngại. Hóa ra là Nhật Trung thiếu gia đưa bạn tôi đi làm, chẳng trách bên ngoài mọi người lại náo nhiệt hơn hẳn. Tịnh Yên từ ngoài bước vào rồi nói Nhật Trung quay sang nhìn Tịnh Yên Về mặt lạnh lùng trở lại rồi đáp lời Chào cô Chúng ta lại gặp nhau rồi Không dám cảm ơn anh Có lòng tốt đã đưa bạn tôi đến đây Nhưng bây giờ thì có tôi rồi Anh đi làm việc của mình đi Có Tịnh Yên ở bên cạnh Anh cũng đã yên tâm phần nào Anh chỉ lo Đăng Vương sẽ lại gây rối Nên bày trò đi theo cô thế thôi Sự quan tâm của anh dành cho cô Luôn xếp ở hàng đầu Bây giờ thì đã ổn Anh cũng không cần phải nán lại ở đây nữa Được thôi Tôi cũng có việc rồi Đồng Hân tan làm tôi sẽ đến đón em Ở đây chờ tôi không được đi đâu hết Tôi đi đây Nói vài lời căn dặn xong Anh quay sang chào tịnh yên rồi bỏ đi mất Ra khỏi cửa bệnh viện Anh lại lấy điện thoại gọi cho tên đàn em Phân phó một số việc thì mới an tâm Cậu cho vài người đến bệnh viện tâm y Trong trường đồng hân cho tôi không được ai để đưa cô ấy đi đâu hết Có hiểu không Dạ rõ thiếu gia Bên trong Đồng Hân cùng Tịnh Yên mới vào trong phòng làm việc Nhân lúc không có việc gì làm Cô liền một mạch kể hết mọi chuyện cho Tịnh Yên nghe Tưởng rằng cô bạn sẽ bất ngờ khi nghe hết sự thật Nhưng cái sự người của Tịnh Yên bây giờ Lại khiến cô lo âu Cậu không sao chứ Sao lại ngớ người ra như vậy Tịnh Yên bày ra vẻ mặt nghiêm trọng Và nhìn xuống bụng cô Nó được bao nhiêu tuần rồi Tớ cũng không biết nữa Tớ vẫn chưa đi xét nghiệm Đi thôi Đi đâu Đi làm xét nghiệm Tớ sẽ làm cho cậu Tịnh Yên kéo tay cô ra khỏi phòng làm việc Rồi đi thẳng đến khoa sản Sau hơn một giờ làm đủ các loại xét nghiệm Cuối cùng cũng đã có kết quả Cầm phiếu kết quả siêu âm Nhìn chấm trắng xám nhạt Đang dần rõ hình hài một đứa trẻ Ở trong chiếc ảnh bé nhỏ kia Bất giác môi cô lại mỉm cười hạnh phúc có một thai sống trong lòng tử cung 10 tuần tuổi Vậy là con cô đã được 2 tháng Bao nhiêu đó thời gian ở cùng Đăng Vương Đã trải qua quá nhiều việc Khiến cô quên biếng mất đi kinh kỳ của mình Để rồi khi biết tin Thì đứa bé đã lớn đến như thế Tịnh Yên cùng cô ra khỏi khoa sản Vừa đi Tịnh Yên vừa lo lắng hỏi Cậu định một mình nuôi đứa bé sao? Cô nhẹn cười như đó là một niềm hạnh phúc bất tận chứ không phải là điều gì bi kịch cả. Đương nhiên, nó là đứa con của riêng tớ Tớ đủ sức lo cho nó mà Nhưng mà nếu tên khốn kiếp đó Lại biết đến sự tồn tại của đứa bé đó Thì sao Không đâu anh ấy sẽ không biết đâu Nói đến đây thì mi mắt cô chợt chịu nặng mà cụp xuống Tịnh yên thấy vậy liền mỉm cười trấn an cô bạn mình Không sao Dù gì thì vẫn có tớ mà Tớ và cậu cùng nuôi nó Vui lên nào thai phụ không được u buồn đâu Nếu không đứa bé khi sinh ra Cương mặt sẽ buồn bã theo cậu đấy Đồng hân lúc này mới phỉ cười đồng ý Tớ biết rồi Tớ sao mà phải buồn Đã là thời đại gì rồi Mẹ đơn thân không chỉ có riêng mình tớ Hiện giờ tớ thấy rất hạnh phúc với những gì mình đang có Tiểu bảo bối trong bụng tớ Đã là điều tuyệt vời nhất rồi Tớ không cần gì nữa cả Còn Nhật Trung Tuy tớ cảm nhận anh ấy không xấu xa như tên khốn kia Thế nhưng cậu cũng không thể ở đó mãi Đúng vậy Tớ cũng suy nghĩ nhiều về việc đó. Tớ cũng nghĩ là sẽ đi khỏi đó và đến một nơi thật xa tự mình sống với đứa bé. Thế nhưng bây giờ bà Lâm đang ở đó lại vẫn còn hôn mê. Tớ phải ở đó và chăm sóc cho bà ấy. Và lại tớ nghĩ chỉ có ở đó thì Đăng Vương mới không tìm được tớ. Cậu nghĩ vậy thì tớ cũng không có ý kiến gì. Cậu thoải mái là được rồi. Buổi chiều, Nhật Trung không ở khách sạn mà đến một nhà hàng sang trọng nhất nhì thành phố Y Nơi đó thư ký riêng của anh đã sắp xếp sẵn một cuộc họp mặt cổ đông theo yêu cầu của anh. Anh vừa vào trong thì sáu vị cổ đông lớn nhỏ đang có mặt trong phòng đều đứng lên và cúi đầu chào. Chào Trung Tổng. Anh đi đến chiếc ghế ở trung tâm bàn tiệc rồi ngồi xuống, thuận tay mở cúc áo phép cho dễ chịu rồi bắt chéo chân. Mọi người ngồi đi, đừng khách sáo. Mọi người nghe lệnh rồi ngồi xuống ghế của mình. Đợi mọi người yên vị, anh lại dõng dạc nói thẳng vào vấn đề. Tôi nói ngắn gọn cho các vị hiểu, vì lát nữa đây tôi còn có việc phải đi. Tôi vào thẳng trọng tâm nhé. Cuộc họp của đông sắp tới, tôi muốn ứng cử chính tôi lên làm chủ tịch Dream. Hiện tại Đăng Vương đang có 31% cổ phần, tôi đang có 26%. Tôi cần mua cổ phần của các vị mỗi người 2% để thuận lợi ngồi vào vị trí đó. Một cổ đông nghe vậy liền ý kiến. Thưa Trung Tổng, Chuyện này không đơn giản như vậy Chiếc ghế chủ tịch kia vẫn chưa đến nhiệm kỳ mới Nên việc bổ nhiệm cậu lên ngồi vào vị trí đó E là còn nhiều chắc trở Nhật Trung cũng không ngần ngại việc đó Nên đáp thẳng Việc đó các vị không cần phải lo Tôi đã có tính toán riêng cho mình Việc các vị có thể làm là bán 2% cổ phần cho tôi Yên tâm Dĩ nhiên tôi sẽ mua với giá cao hơn thị trường gấp đôi Một vị khác lại lên tiếng Trung Tổng Vậy thì cũng cần có lý do gì đó hợp lý mới có thể bãi nhiệm chủ tịch Đăng. Chúng ta hiện tại không ai có bằng chứng gì cả. Nhật Trung nhếch môi thần bí như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Đặt hai tay lên bàn, anh thận trọng nói. Tôi đương nhiên là có bằng chứng mới dám đề nghị chuyện quan trọng như vậy với các vị. Những năm qua, mọi việc lớn nhỏ trong The Ring đều do tôi đảm nhận giải quyết. Đăng Vương từ lâu chỉ còn giá trị chữ ký thôi. Nếu The Ring bây giờ do tôi quản lý, thì lợi nhuận sau này tôi dám đảm bảo sẽ tăng lên cấp số nhân so với hiện tại. Còn nếu The Ring vẫn tiếp tục ở trong tay Đăng Vương, thì tôi nghĩ tôi không cần ở đó nữa rồi. Các vị hãy suy xét cho kỹ. Một khi Nhật Trung này rút chân ra khỏi chuỗi The Ring, thì các vị đừng mong sẽ có được lợi ích vượt bậc nào nữa. Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng bỗng ồn ào hẳn lên, các vị cổ đông thi nhau bàn tán xôn xao tính toán hơn thiệt. Trong kinh doanh, ai chẳng muốn lợi nhuận thu về sẽ cao ngất ngường. Chính vì thế, sau màn tranh luận sôi nổi, một vị cổ đông thay mặt những vị còn lại nói. Được, thưa Trung Tổng, chúng tôi đồng ý bán cổ phần cho cậu, vì chúng tôi hiểu cậu đã góp sức không nhỏ cho The Chúng tôi sớm biết chủ tịch đang tắc trách, bằng chứng là việc lớn nhỏ trong chuỗi The đều do cậu giải quyết. Vì vậy, để kéo The ngày càng hưng thịnh thêm, chúng tôi quyết định sẽ giúp cậu ngồi vào chiếc ghế chủ tịch kia ở đại hội cổ đông sắp tới. Hy vọng sau này, chuỗi Dream của chúng ta sẽ đạt được những thành tích kỷ lục như cậu vừa nói. Mọi chuyện được như ý, khóe môi nam nhân tài trí hơn người lại cong lên một đường tuyệt mỹ. Anh nhìn sơ qua đồng hồ nhỏ trên tay, cũng sắp đến giờ đón đồng hân nên vội đứng lên và cài lại cúc áo. Xem như là thỏa thuận đã xong, việc thu mua cổ phần sẽ do thư ký riêng của tôi làm việc với các vị. Tôi có việc rồi, tôi đi trước, các vị ở đây cứ ăn uống thoải mái tự nhiên, bữa ăn này tôi mời. Dạ cảm ơn Trung Tổng Cậu đi thong thả Nhật Trung ra ngoài Rồi đi thẳng vào thang máy Lúc này anh mới gọi cho Đồng Hân Chuông đổ gần hết thì giọng cô mới vang lên Anh lại có chuyện gì nữa Sắp xếp đi Tôi sẽ đến đón em Không cần đâu Lát nữa tịnh yên sẽ đến đón tôi Tôi không cho phép thì không ai có thể đón em đi Em ở yên đó và đợi tôi Tôi đang trên đường đến Ngoan nào ai cho anh nắm cái quyền quản sự tự do của tôi tôi không quản em tôi đang bảo vệ hai mẹ con em đồng hân im lặng khi anh nói câu đó có thể vì câu nói quan tâm bâng cua đó đã động vào chút lòng chắc ẩn trong cô cũng có thể là vì cô đang mang thai nên hay nhạy cảm hóa mọi việc vậy tôi chờ anh ngoan tôi tới ngay đây cúp máy điện thoại xuống bàn làm việc cô thẫn thờ hồi lâu với một mớ suy nghĩ hỗn độn bất chợt cô lại nhớ đến Đăng Vương. Không biết bây giờ anh đang làm gì? Anh đã tan làm chưa? Anh có ăn uống đầy đủ không? Hôm nay áp lực công việc có căng thẳng quá không? Từng chút một về anh, cô đều nhung nhớ đến phát điên. Nhớ bóng dáng anh, nhớ cả mùi hương trong từng hơi thở của anh. Sống mũi cô chợt cay xẻ, cố ngăn đi dòng suy nghĩ trong đầu để không phải bật khóc. Cô đã cố gắng buông bỏ đi chấp niệm với anh, nhưng tại sao cô càng muốn quên thì lại càng nhớ đến hình bóng của anh thật sự đã quá khắc sâu vào tim cô bảy năm thanh xuân yêu đơn phương thì làm sao có thể quên dễ dàng như vậy nhất là bây giờ giọt máu của anh đang hiện diện trong bụng cô nỗi nhớ nhung về anh lại càng cao hơn một bậc đang miên man ngẩn ngơ trong hồi ức giọng nhật chung lại vang lên khiến cô giật mình em đang nghĩ gì mà ngồi thử ra vậy anh làm tôi giật mình đó sao đi lại không có tiếng động thế hả ai đi mà không có tiếng động là do tâm hồn em đang treo ngược tận mây xanh nên không nghe được tiếng bước chân phàm trần thôi chuyện gì cũng nói được trễ rồi về thôi tôi thấy hơi đói rồi đeo chiếc túi sách lên rồi quay trở ra ngoài khóa cửa lại nhật trung lại ân cần hỏi cô em muốn ăn gì tôi sẽ đưa em đi ăn tôi cũng không biết tôi không thấy thèm gì cả vậy sao được trong em bây giờ là hai người đấy thôi như vậy đi tôi thấy tối qua em ăn ở nhà hàng real rất ngon miệng, hay là tôi đưa em đến đó nhé. Vậy cũng được, cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu hôm nay người đến đón cô là Đăng Vương, thì có lẽ cô cũng không cần ăn sẽ no. Nhưng đổi lại là Nhật Trung, thì cô lại có cảm giác khó chịu. Cái cách anh quan tâm cô cũng khiến cô khó chịu đến khó diễn tả. Vào tới nhà hàng, cô không thích ngồi ở phòng riêng vì cảm giác không thoải mái. Nhật Trung chiều ý, nên đưa cô đến khu sảnh đông người và chọn một bàn ăn ngay sát bức tường kính vừa bước vào sảnh thì hình ảnh nam nhân quen thuộc cùng người phụ nữ của anh ta đập vào mắt khiến cô chững bước lại và ngước nhìn nhật trung nhìn theo phía cô đang hướng đến lại thấy đăng vương và thiên an đang dùng bữa ở đây đồng hân đột nhiên quay đi và không muốn đối mặt cùng họ nhưng nhật trung lại nhanh tay kéo cô lại rõ ràng ở góc xa có bàn trống vậy mà nhật trung lại cố tình kéo cô ngồi vào bàn ăn kế cạnh hai người bọn họ Thầy Đăng Vương đang nhìn về phía mình Đồng Hân ái ngại cúi mặt và nói nhỏ Anh đang làm gì vậy Tôi không muốn ăn nữa Chúng ta mau về thôi Nhật Trung xem Đăng Vương và Thiên An như kẻ vô hình Nên không quan tâm Rồi nhàn nhã lớn tiếng Cố tình để bàn bên cạnh nghe thấy Em đang đói hả Đói thì ăn thôi Em không lo cho em thì cũng phải lo cho tiểu trung của anh nữa chứ. Đăng vương nghe thấy liền vuông cả nĩa ăn. Ánh mắt anh trừng trừng nhìn cô vẻ hậm hực. Đồng Hân lại được phen giật thót tim bởi câu nói khẳng định của Nhật Trung và cái nhìn sắc lẹm của Đăng Vương. Gương mặt cô nhăn nhó tiếp tục thủ thỉ. Anh đang nói cái gì vậy? Anh điên rồi sao? Một lần nữa, Nhật Trung lại nói như ở trốn không người. Tôi lo cho con của chúng ta thì sao lại điên? Có phải vì em đang mang thai nên tính tình mới cáu bẩn như vậy đúng không? Không sao, có tôi ở đây. Em cáu thế nào thì tôi cũng chịu được hết phục vụ đến đúng lúc khiến cuộc trò chuyện được gián đoạn nhật trung gọi toàn những món thanh đạm hợp khẩu vị cô mà không gọi thêm gì cho mình vì nơi đây vốn là không phải khẩu vị ăn của anh nhưng chỉ cần cô thích thì anh có thể đưa cô đến hàng ngày phục vụ nhanh chóng đưa từng món ăn đặt ngay ngắn trên bàn nhật trung lại gấp thức ăn cho cô một cách vô tư lự ở phía bên kia thiên an thấy thái độ khác thường của đăng vương từ khi đồng hân bước vào đây mặc dù anh nhanh chóng thu lại ánh nhìn ngay lập tức nhưng Thiên An vẫn tinh ý và hiểu ra vài phần thái độ giả vờ không quan tâm kia. Chẳng phải đó là Nhật Trung bạn anh sao? Anh ta hết lần này đến lần khác muốn đưa cô ta ra khỏi tay anh, xem ra lần này anh ta đạt được ý nguyện rồi nhỉ. Câu nói như sắt muối vào tim anh khiến nó rát buốt, vậy nhưng thái độ anh vẫn điềm tĩnh như không có bất cứ dao động gì. Mặc kệ họ, em mau ăn đi. Đăng Vương vốn định đưa cô ra ngoài một ngày để xem thử có ai đó đáng ngờ đi theo cô không. Vừa hay để ý được một nam nhân bộ điệu lén lút theo sau hai người từ khu mua sắm đến nhà hàng này. Hắn ta còn ngồi vào bàn ăn chỉ cách hai người hai cái bàn. Đang rời sự chú ý vào tên đang lén lút kia thì Đồng Hân và Nhật Trung xuất hiện. Tên nam nhân kia cũng không hiểu sao lại biến đi đâu mất, cứ như có một phép thuật nào đó vừa xảy ra. Vốn dĩ, anh đã không để tâm đến những việc liên quan đến Đồng Hân và Nhật Trung. Vậy nhưng, khi nghe Nhật Trung nói đến đứa bé, lòng anh lại nhói lên từng đợt. Đứa bé là sao? Là con của hai người họ sao? Thì ra, họ đã lén lút qua lại với nhau thân mật như vậy rồi. Chẳng trách, Nhật Trung năm lần bảy lượt muốn đưa cô đi. Nghĩ đến đó, cơn nộ khí trong anh lại dâng lên mãnh liệt. Lời nói của Thiên An lại vô tình trở thành một nút công tắc hữu hiệu dù đã nói ra lời mặc kệ nhưng thật ra anh vẫn đang để tâm đến nhất cử nhất động của hai người bàn bên đồng hân lần nữa đối diện với người trong lòng nên tâm tình cô rối ren đến việc ăn cũng không thể tự nhiên như ngày thường được ánh mắt cô năm giây 10 giây lại ngẩng lên nhìn hai người đối diện lén lút đưa tay sờ lên bụng mình cô lại bật cười chua xót hóa ra sự biến mất của cô lại là một cơ hội lớn cho hai người họ tăng độ thâm tình đến như vậy sao nhật trung chú ý cô từng giây phút nhận ra thái độ của cô e dè mất tự nhiên anh lại dịu dàng nói nhỏ có tôi ở đây em không việc gì phải sợ cả hãy tin tôi có anh thì sao chẳng phải anh đang cố tình gây hấn sao tôi đang giúp em đấy tôi lại thấy anh đang gây dối thêm đấy phản ứng bực tức này của cô khiến anh bận lòng anh chợt nhận ra chỉ cần nơi đó có đăng vương thì anh làm chuyện gì cũng là sai cả. Anh có chút trầm mặc và không nói thêm gì mà chỉ yên ổn ngồi đó và gấp thức ăn cho cô. Đồng Hân không quan tâm sự khó chịu hiện rõ trên nét mặt Nhật Trung mà tầm nhìn của cô chỉ đặt trên người Đăng Vương. Thiên An không có ý định bỏ qua khi nhận ra Đồng Hân và Đăng Vương đang lén lút nhìn nhau. Trong tâm lý cô lại dấy lên sự chiếm hữu không thể khống chế được. Anh nhìn đủ chưa? Anh luyến tiếc cô ta sao? Em đang ngồi cùng anh đó, anh nhìn cô ta như vậy làm gì? Đây là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến một vẻ mặt khác của Thiên An, cô của bây giờ như một con người hoàn toàn khác, ánh mắt trừng lên giữ tận, cả người lại toát ra một luồng sát khí trùng trùng. Đang Vương lại muốn thử dịp thử xem những lúc như thế này cô sẽ phát bệnh đến thế nào. Cô ta ở trước mặt, cho dù anh không muốn nhìn thì bóng dáng của cô ta cũng lọt vào tầm mắt thôi. Vậy chỉ cần cô ta không còn trong tầm mắt anh nữa thì người hiện hữu trong anh sẽ là em, phải vậy không? Được. Dứt lời, Thiên An không ngần ngại kéo ghế đứng lên và đi về phía Đồng Hân. Đăng Vương hoảng hốt đi theo sau và muốn ngăn hành động điên rồ nào đó sắp xảy ra. Nhưng bây giờ không cần sự có mặt của anh nữa, vì Nhật Trung đã nhanh hơn. Thiên An vừa lướt qua anh, chưa kịp đến chỗ Đồng Hân thì đã bị anh kéo ngược trở lại. Cô muốn làm gì? Nhật Trung gằn rộng hỏi Thiên An. Thiên An lúc này lại càng hùng hổ thêm một phần nữa. Anh mau tránh ra, tôi cần gặp cô ta, Cô đã hỏi ý tôi chưa Anh là cái thá gì mà tôi phải hỏi Tôi không có kiên nhẫn đâu đấy Mau tránh ra Đăng Vương lúc này mới kéo tay Thiên An về phía sau mình Dù thừa biết Thiên An đang phát bệnh Anh cũng không thể bỏ mặc để Nhật Trung làm khó cô Bây giờ đứng mặt đối mặt cùng Nhật Trung Anh lại nhếch môi Mới đó mà đã ra mặt bảo vệ rồi hả Xem ra cậu đúng là rất thích cô ta Đã là nữ nhân của Nhật Trung này Thì bất cứ ai cũng không có quyền đụng chạm vào <laughs> Nói hay lắm có còn nhớ lần trước tôi đã nói gì hay không? cánh tay nào động vào người cô ấy thì tôi sẽ chặt đi cánh tay đó. vậy mà hai người lại có con cùng nhau. cả hai người cùng nhau lén lút sau lưng tôi. cậu nói xem tôi có nên giết chết cậu và giết chết luôn cả nhiệt trùng trong bụng cô ta không? đồng hân ở đằng sau nhật trung mà tai như ù đi. anh vừa nói cái gì vậy? vừa nói sẽ giết chết đứa bé sao? anh lại dám nghĩ cô lăng loàn với người đàn ông khác sao? không thể nào anh không thể nghĩ cô như vậy được bây giờ cô không còn chịu ngồi yên nữa cô đẩy nhật trung ra một bên rồi đứng đối diện và khóe mắt lại dương dưng chất vấn anh anh vừa nói cái gì anh vừa nói tôi qua lại với nam nhân khác sao anh có biết là tôi phải thì sao cô ấy từ lâu đã là nữ nhân của tôi thì sao tôi đứng ở đây cậu giết thế nào thì làm cho tôi xem tốt nhất nên nói được làm được hãy ra dáng một nam nhân thật thụ đấy cô định nói rằng mình đã yêu anh nhiều thế nào rằng cả đời này chỉ có anh là nam nhân duy nhất bước vào đời cô. Ấy vậy mà Nhật Trung lại nói chen vào, khiến những đoạn tình cảm vừa định nói ra đã chảy ngược lại vào trong. Đăng Vương không hề quan tâm cô đang bi thương thế nào. Cơn nóng giận đã che mờ, khiến anh đẩy cô sang một bên, rồi nắm lấy Nhật Trung. Mọi người có mặt trong khu dành ăn, lần lượt đứng lên và xì xầm về thế cục hỗn loạn trước mắt. Hai người đàn ông lao vào nhau như hổ đói. Đồng Hân lại lo lắng cho Đăng Vương, nên không màng tất cả lao vào can ngăn. Nhật Trung, anh dừng tay lại cho tôi, anh biết là anh đang làm gì không, mau buông tay ra. Thiên An ở đằng sau, lợi dụng lúc không ai chú ý, bên cầm lấy con dao ăn trên bàn và lao vào cô. Đồng Hân, mày mau đi chết đi. Đồng Hân mải lo ôm lấy Đăng Vương mà không hề phòng bị. Nhật Trung lại nhìn thấy Thiên An, trên tay cầm dao thẳng hướng về phía cô, người anh lại bị Đăng Vương nắm chặt. Không còn cách nào khác, anh đành dùng sức kéo cả Đăng Vương và Đồng Hân về phía mình, còn bản thân thì quay về hướng ngược lại. Sự hoán đổi vị trí khiến con dao ăn trên tay Thiên An xoẹt qua một lần dài trên lưng anh. a à, Nhật Trung kêu lên một tiếng đau đớn, đôi mày cũng cố trao lại và cố gắng chịu đựng. Đăng Vương bây giờ mới tỉnh táo lại, vội thả Nhật Trung ra rồi đi đến giật lấy con dao trên tay Thiên An. Thiên An, em đang làm gì vậy? Là vì cô ta, nên anh mới lạnh nhạt với em có mặt em ở đây, anh còn liếc mắt với cô ta. Anh muốn thế nào đây? Anh muốn quay về với cô ta có đúng không? Thiên An gào thét trong hoảng loạn, mọi người xung quanh ngày càng tập trung đông đúc hơn. Đến quản lý nhà hàng cũng đang đi đến. Đăng Vương biết không thể nán lại thêm nên lấy vội vài tờ tiền đặt lên bàn rồi đưa Thiên An đi khỏi. Bên kia, Đồng Hân vì không ngờ Thiên An lại dám làm việc hại người giữa thanh thiên bạch nhật như thế nên đứng hình mất vài giây nhật trung lại nhìn cô ngây người không chút lo lắng cho mình mà gương mặt cũng đanh lại quản lý nhà hàng lúc này đi tới thấy có người bị thương nên hốt hoảng trung tổng anh không sao chứ có cần tôi gọi xe cứu thương cho anh không nhật trung xem như không nghe thấy và liền lấy vài tờ tiền dí vào người tên quản lý rồi kéo tay cô đi khỏi đó trên đường về nhà nhật trung không nói một lời cô cũng không biết phải nói gì về những hành động lỗ mãng của mình nhìn anh bây giờ chắc đang đầy nộ khí chợt nhớ lại lưng anh dường như bị thương, cô mới chẳng quay sang và nói. Anh bị thương rồi, để tôi lái xe cho. Anh không nhìn cô mà hỏi ngược lại. Nếu người bị thương là Đăng Vương, thì em có bình tĩnh như bây giờ không? Anh đừng có trẻ con như vậy. Nếu anh không chịu đến bệnh viện thì mau dừng xe lại, để tôi xem vết thương cho anh. Anh nhoẻn môi cười thống khổ rồi lạnh nhạt nói. Tôi không chết được đâu. Rõ ràng, sắc mặt của anh đã nhợt nhạt. Tuy rau ăn không bén, nhưng nó cũng là vật sắc dễ gây sát thương. Không ai biết được vết thương kia độ dài ngắn, nông cạn như thế nào. Vì cô không quan tâm đến nó, nên anh cũng bỏ mặc cả bản thân mình. Xe dừng trong hoa viên biệt thự, cô thấy rõ anh khẽ cúi đầu và thở ra một hơi mạnh. Có lẽ vết thương kia đã trở nên đau rát. Bàn tay cô vừa đưa đến và muốn chạm vào anh, thì anh đã mở cửa bước ra ngoài. Bây giờ, cô mới thấy ghế anh ngồi màu đã thấm đỏ, chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc đậm màu kia cũng đã ướt một mảng lớn. Anh không mở cửa xe cho cô như thường lệ mà đi thẳng vào trong nhà. Cô lại vì vết thương đang dỉ máu kia của anh mà vội vàng chạy theo sau. Nhật Trung, anh đợi đã. Dì Lâm quản gia nghe tiếng xe, định ra ngoài đón hai người thì thấy Nhật Trung vẻ mặt không mấy tốt đang đi nhanh lên lầu. Người thấy mùi máu tanh từ người anh, lại thấy lưng áo anh toàn một màu đỏ khiến dì hoảng hốt. Thiếu ra, cậu làm sao vậy? anh không trả lời gì Lâm mà đi thẳng lên phòng khóa trái cửa. Đồng Hân chạy vào sau, chỉ kịp nghe tiếng đóng cửa dội từ tầng trên xuống. Dì Lâm vừa lấy tay cô rồi hỏi Han. Cô Hân, thiếu gia làm sao vậy? Dì khoan hãy hỏi đã. Dì giúp con chuẩn bị thùng thuốc rồi mang lên phòng cho anh ấy giúp con đi. Được được, tôi đi ngay đây. Anh vừa vào phòng thì đã đi ngay vào nhà tắm. Mở vòi sen cho nước lạnh rội từ đầu xuống chân. Nước chảy lan khắp tấm lưng nhuộm máu cơn đau rát lần nữa lại xâm chiếm hết con người anh khẽ nhắm mắt và đấm tay vào tường một cái rõ mạnh vì thứ anh khó chịu lúc này không phải là vết thương mà chính là thái độ không màng tất cả để bảo vệ đăng vương của cô đột nhiên anh lại cảm thấy sự cố gắng của mình ở trước mặt đăng vương đều trở nên dư thừa vết thương dưới dòng nước lạnh đã đỡ phần đau đớn nhưng vết thương trong lòng anh nó lại nhói hơn bất cứ lúc nào lát sau trở ra ngoài anh choàng cái khăn bông qua vai rồi đi đến giường xuống ngồi đó bên ngoài anh nghe rõ tiếng đồng hân đang gọi nhật trung anh mở cửa ra cho tôi anh đừng có trẻ con như vậy được không anh có nghe tôi nói gì không anh đang bị thương mau mở cửa ra anh có nghe thấy không anh nghe thấy tất cả nghe thấy từng lời cô nói nhưng anh lại tự cười chua xót ngồi yên tại chỗ và không có ý ra ngoài bỗng nhiên bên ngoài im bặt giọng thất thanh của dì lâm khiến anh hoàng sợ cô hân cô sao vậy sao lại thế này cô tỉnh lại đi anh vội mở cửa đi ra thì lúc này đồng hân đã bất tỉnh nằm dưới đất dì lâm đỡ đầu cô dù cố lay nhưng cô vẫn không tỉnh anh không còn nghĩ nhiều được nữa đành bế cô vào phòng mình dì mau gọi bác sĩ đến đây mau lên có lẽ cô ấy bị động thai rồi những tưởng dì lâm sẽ nhanh chóng đi gọi thế nhưng dì lại trở ra ngoài rồi đóng cửa đồng hân trên tay anh lợi mở mắt như chưa hề có chuyện gì xảy ra anh vội thả cô đứng xuống rồi nổi nóng chuyện này mà em cũng đùa được sao vừa rồi dì lâm nói nếu như tôi làm vậy thì anh nhất định sẽ mở cửa nên tôi thử thôi nhưng mà anh lại mở cửa thật này anh đã không kiềm chế được mà ép cô áp lưng vào bức tường lạnh bản thân lại đứng sát vào cô lúc này cô mới nhận ra anh chỉ mặc quần không mặc áo ở khoảng cách thế này mặt cô lại áp sát vào vòng và ngực săn chắc của anh Hơi thở dồn dập nóng bức của anh đang phả trên đỉnh đầu. Cánh tay rắn chắc kia lại chèn ngang tai cô chống lên tường. Em lại dám cả gan đem tôi ra làm trò đùa sao? Tôi không làm vậy thì anh có chịu ra không? Cô vừa dứt câu thì cũng là lúc đôi môi mềm mại ấm nóng của anh phủ lấy môi cô. Bàn tay còn lại của anh vòng ra sau gáy, kéo sát đầu cô vào người mình mà ngấu nghiến. Vài giây đầu, cô còn vì bất ngờ mà đứng yên không nhúc nhích. Vài giây sau, cô lại ý thức được việc anh đang làm nên không ngừng vùng vẫy nhưng rõ ràng cô đâu thể phản kháng nổi một nam nhân đang cố tình ghi lấy mình tay cô đánh thùng thụp vào ngực anh nhưng vẫn không có tác dụng cô lại vòng ra sau lưng và cố bấu víu mong anh sẽ buông tha cho mình những ngón tay dài thon thả cào cấu và da thịt anh từng đường đỏ dần sự vô ý khiến cô cào phải viết sách còn mưng máu từ sau lưng anh mảng da giữa mày anh nhau lại từng lớp đôi môi cũng quyến luyến tách rời môi cô rồi cúi đầu thở mạnh vẻ đau đớn đồng hân sau khi thoát ra được thì cơn nóng giận cũng tăng lên cô thẳng tay tát vào mặt anh một cái rõ đau khiến mặt anh lệch hẳn sang một bên giọng điệu cũng vang lên phẫn nộ ai cho phép anh làm như vậy với tôi đồ tôi nhật trung cũng nóng nảy không kém liền đáp lời đúng tôi là đồ tôi là đồ tôi nên mới đem lòng yêu người có chồng như em là đồ tôi nên mới vứt hết liêm sỉ để đưa mẹ và vợ của bạn về đây chăm sóc em nói không sai tất cả là tôi sai nếu mọi việc tôi làm đều khiến em ngày càng có thành kiến với tôi thì từ nay tôi sẽ không làm phiền em nữa em cứ việc làm những chuyện em thích còn bây giờ em về phòng mình đi tôi mệt rồi những lời anh nói sao lại khiến cô khó chịu đến thế anh như vậy là đang thật sự tức giận sao rõ ràng là anh sai vậy sao lại nổi giận với cô cô càng ngày càng cảm thấy anh vô lý nên cũng không màng đôi co cùng anh nữa anh sai mà lại nói với tôi như thế nếu mà anh cảm thấy phiền thì ngay ngày mai tôi sẽ dọn đi nơi khác tôi không cần ở đây cùng anh đâu vừa dứt lời cô cũng hậm hực đi ra ngoài cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc một bàn tay đã tận dụng hết sức lực và đấm mạnh vào tường chết tiệt đồng hân như chút cơn nóng giận lên cánh cửa phòng mình một tiếng ầm to tướng vang lên khiến ai cũng nghe thấy dì lâm đang ở cầu thang nghe ngóng tình hình lát sau lại chứng kiến vẻ tức tối của cô quay trở về phòng dì tinh ý biết hai người đã cãi nhau nên bèn đi theo cô có tiếng gõ cửa cô hân tôi là dì lâm tôi vào được không vài giây sau cánh cửa vụt mở đồng hân vẫn không mấy vui vẻ và nói dì vào trong đi cả hai cùng đi vào trong cô ngồi xuống thành giường rồi mở lời trước dì tìm con có việc gì không dì lâm ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện rồi tâm tình thấy cô không vui nên tôi muốn vào trò chuyện cùng cô thôi sao vậy cô và thiếu gia cãi nhau à anh ta cũng không phải là cãi nhau, anh ta ức hiếp con nên con không vui vậy thôi." Dì Lâm mỉm cười hiền dịu rồi liên thuyên kể cho cô nghe một vài chuyện. Thiếu gia tính tình rất nóng nảy mà lại ít nói. Cậu ấy không nói thì thôi, nhưng mà một khi thốt ra lời nào rồi thì điều đó chỉ có thể là chuyện quan trọng. Thật ra thiếu gia mồ côi từ năm cậu ấy 8 tuổi, ông bà chủ mất trong một vụ tai nạn lúc đi công tác. Một đứa trẻ vẫn còn tuổi ăn tuổi học mà đã phải gánh vác công ty và gánh vác sản nghiệp của gia đình. Tuy rằng các lão tiền bối trong công ty luôn kế cạnh và hỗ trợ cậu ấy, thế nhưng mà để giữ vững được chiếc ghế tổng giám đốc của chuỗi Dream kia thì thật sự là một thử thách không hề nhỏ của cậu ấy. Tôi là quản gia và cũng là người trực tiếp chăm sóc cậu ấy từ lúc đó. Nhưng mà suốt 21 năm, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy vui vẻ lại nói nhiều như vậy. Cũng chưa bao giờ thấy bất cứ người nào khác giới gần cậu ấy. Cậu ấy vẫn luôn một mình suốt ngần ấy năm cho đến khi có sự hiện diện của cô và đứa trẻ này tôi nhận thấy được cậu ấy đã rất hạnh phúc có lẽ cậu ấy đã thiếu vắng hơi ấm gia đình quá lâu rồi dì lâm vừa nói lại vừa xúc động bản thân cô khi nghe xong cũng quên bén đi mất lúc nãy mình đã giận như thế nào nhìn xuống bụng mình cô mới hiểu thì ra anh luôn miệng gọi tiểu chung là vì anh thật sự muốn có một mái ấm gia đình của riêng mình nhưng cô thì sao dường như hai mẹ con cô không nên để anh chị uất ức như vậy thì phải Nghĩ vậy cô lại nói Dì à Thật ra chuyện tiểu trung chỉ là hiểu lầm thôi Đứa bé không có liên quan gì với anh ấy cả Con đừng giấu gì Chỉ là cô đang giận Nên mới nói lẫy thôi đúng không Nhìn cách thiếu gia đối với cô tôi đầy hiểu rất rõ Cậu ấy ở nơi không có cô là một người khác Còn nơi nào có cô Thì lại là một người khác Hôm nay cậu ấy bị thương rồi Chắc có lẽ vì vậy cậu ấy mới nổi nóng với cô Bây giờ cô giận cậu ấy thì ai giúp cậu ấy thoa thuốc và băng bó đây? Cậu ấy đã cô đơn lâu như vậy rồi mà. Nếu cô còn bỏ mặc cậu ấy nữa thì cậu ấy tội nghiệp quá rồi con gì? Nói xong, dì Lâm thở dài một hơi rồi đứng lên. Trước khi đi, dì không quên để lại thùng thuốc bên cạnh cô mới yên tâm rời khỏi. Dì Lâm ra ngoài được một lúc mà cô vẫn còn nghe văng vẳng những lời vừa nãy nói về Nhật Trung. Cô thẫn thờ nhìn hộp thuốc rất lâu, sau đó quyết định xách lên và đi sang phòng anh. Cô gõ cửa vài lần mà bên trong không chút động tĩnh. Cô đoán trời cũng đã khuya nên có lẽ anh đã ngủ mất rồi. Khẽ đưa tay xoay nhẹ nắm cửa, vẫn may cửa vẫn không khóa. Bước vào trong, cô chỉ nhìn thấy ánh sáng mập mờ của chiếc đèn ngủ. Cô đi chậm từng bước, từng bước vào gần giường anh thì thấy anh đang xoay lưng ra ngoài. Cảm giác hơi thở anh dần đều nên cô nghĩ anh đã ngủ. Cô nhẹ nhàng ngồi bên cạnh rồi sắn chiếc áo thun kia lên cao khỏi vết thương còn dớm máu dưới ánh đèn vàng không mấy sáng nhưng cô vẫn nhìn rõ được vết thương khá sâu và dài nhẹ tay mở thùng thuốc và lấy một miếng bông sát trùng cô tỉ mỉ lau đi vết thương nhưng không làm anh thức giấc anh đúng là kẻ điên mà bị thương lại không chịu đến bệnh viện bản thân mình lo còn không tốt mà còn đòi lo cho tôi đồ trẻ con đồ điên cô dù giúp anh sát trùng mà vẫn không quên nhỏ giọng lầm bầm biết anh đã ngủ không thể nghe thấy gì nên có bao nhiêu bực dọc cô đều nói ra hết thảy. Vì tôi là bác sĩ, nên tôi không tính toán mà bỏ mặc anh đấy. Nhưng mà lần sau á, anh còn dám động tay động chân với tôi, thì đừng trách tại sao tôi vô tình có hiểu chưa? Em phiền quá đấy, nói nãy giờ, chửi nãy giờ, vẫn chưa hả giận hả? Cô giật mình và suýt té ngã khi anh đột ngột lên tiếng. Nhật Trung ngồi bật dậy, nhìn cô rồi mỉm cười. Lúc nãy không phải còn tát tôi sao? Sao đột nhiên lại tốt đến nỗi sang đây lén lút thoa thuốc cho tôi thế này? Cái đồ chết bầm nhà anh Vẫn chưa ngủ mà lại còn dám gạt tôi Tôi gạt em khi nào Tôi có nói với em là tôi đã ngủ sao Cháu chở Nếu vậy thì tôi đi về phòng đây Tôi không muốn nói chuyện với kẻ điên như anh Cô nhỏm chân đứng lên Thì lại bị cánh tay anh kéo ngồi ngược trở lại Cầm thùng thuốc Anh để xuống đất và lại ghi cô nằm xuống Bản thân mình tự nhiên ôm cô vào lòng Gối đầu cô lên tay mình Rồi kéo chăn đắp lại Đồng hân đương nhiên không chịu yên Nên liền vùng vẫy tức tốc anh làm gì vậy không sợ lại ăn tát sao mà buông tôi ra nhật trung lại điềm nhiên đáp lời cô lúc nãy em nói em là bác sĩ ở đây có một bệnh nhân cần em làm liều thuốc giảm đau em còn như vậy là tôi sẽ đau chết mất em nằm yên đi chỉ cần em yên lặng là tôi sẽ không sao nữa anh lại tìm cớ uy hiếp tôi sao tôi nói vậy tôi không uy hiếp em em yên lặng đi ngoan tới đây thì bỗng dưng cô lại im bặt và không nói được gì một từ ngoan phát ra từ miệng anh sao lại êm đềm đến thế một từ đơn giản nó lại khiến tâm tình cô dễ chịu hẳn im lặng một hồi cô mới nhỏ giọng lên tiếng nể tình anh là vì tôi mới bị thương tôi không chấp nhất với anh lần này đấy cô không hề biết khóe môi anh đang trên đỉnh đầu cô đã nở rộ một thứ hạnh phúc đơn thuần nhất đêm hôm đó hai người họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ cùng nhau thở cùng một nhịp tuần hoàn cuộc sống cứ bình dị trôi qua không chút sóng gió cho đến 6 tháng sau, trước ngày cuộc họp cổ đông diễn ra, Đăng Tuyết lại hùng hổ bước vào phòng làm việc của Nhật Trung mà hạch sách. Anh nói đi, anh cho người thu mua cổ phiếu của chuỗi The Ring là thế nào? Anh đang có ý gì? Anh là đang muốn lật đổ anh hai tôi sao? Nhật Trung đan hai bàn tay lại và nghiêm túc đặt lên bàn. Đối diện với một người đang mất bình tĩnh như Đăng Tuyết, anh lại chẳng có chút cấp rút nào. Nếu đúng thì sao? Mà không đúng thì sao? Vẻ mặt Đăng Tuyết trượt trùng xuống rồi nói như sắp khóc nhật trung anh đã thay đổi rồi bao nhiêu năm qua chẳng phải anh đã luôn kể bên và giúp đỡ anh hai em sao sao bây giờ anh lại trở nên như vậy chứ đừng làm như vậy có được không đừng đối với gia đình em như vậy mà xin anh đó nhật trung tôi vốn dĩ không muốn chấp nhận với nhà họ đăng các người nhưng các người lại liên tục hành hạ nữ nhân của tôi đây là cái giá mà các người phải trả cũng là do các người tự làm tự chịu đừng có làm vẻ mặt đó trước mặt tôi tôi còn làm việc mời cô ra ngoài cho anh nói cái gì? Lại là vì cô ta? Tại sao mãi rắc rối đều từ cô ta mà ra cả vậy? Tôi không can tâm. Tôi không chấp nhận cô ta đã chiếm tất cả những thứ tốt nhất của tôi. Đầu tiên là anh. Bây giờ là sự nghiệp của gia đình tôi. Tôi sẽ không tha cho cô ta. Tôi sẽ không để yên đâu. Dâm. Nhật Trung đập bàn thật mạnh khiến cô giật mình. Anh lại từ từ đứng lên và gần từng tiếng một. Các người thử đụng vào một sợi tóc của cô ấy xem. Các người sẽ lãnh hậu quả gì? Anh... Băng tuyết tức giận đến bàn tay siết chặt Cô không nói thêm được điều gì nữa Nên đành bất lực bỏ ra ngoài Lúc này điện thoại trên bàn anh lại reo Không cần nhìn là ai đang gọi Anh liền nhấc máy Trung tổng Sau khi thỏa thuận thu mua thì hiện tại Anh đang nắm giữ 41% cổ phần của chuỗi Derin Xem ra cuộc họp cổ đông ngày mai Anh thắng chắc rồi Thư ký ngô Cô làm tốt lắm Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ Thứ tôi muốn là nhà họ đang tán ra bại sản tôi phải bắt họ trả lại mọi tội lỗi cho đồng hân cả gốc lẫn lời. Vậy anh có chú ý gì tôi sẽ làm theo? Có phải bản phê duyệt chi tiết thu chi bên phòng kế toán tôi vẫn chưa ký đúng không? Bây giờ nó ở đâu rồi? Theo như lời anh dặn, tôi đã cho người bên phòng kế toán đưa đến cho chủ tịch Đăng. Ý anh là... Đúng, trước nay Đăng Vương vốn giao hẳn mọi việc cho tôi. Đương nhiên những số liệu ghi trên bảng thống kê kia, cậu ta căn bản không biết gì hết. Đó là thời cơ tốt. Dạ, Trung Tổng sáng suốt. Thì ra anh đã âm thầm sắp xếp cả rồi. Những ai đã mắc nợ đồng hân, tôi quyết tâm tính sổ từng người một. Tiếp theo là Thiên An, cô đã tìm được tên Hoàng Minh kia chưa? Tôi đã lần ra vài minh mối về anh ta. Tôi cũng vừa biết nơi anh ta ở là một căn nhà trung cư nhỏ ở khu sầm uất nhất cận trung tâm thành phố. Nhưng mà anh ta dạo gần đây không thấy ra ngoài nhiều. Chỉ ở suốt trong nhà nên tôi vẫn chưa tiếp cận được. Không cần. Tối nay tôi sẽ đích thân đến đó. Tối nay cô đến nhà chăm sóc cho đồng hân giúp tôi. Tôi sẽ tranh thủ thời gian để về với cô ấy Dạ Trung Tổng Hy vọng cô Hân sớm ngày biết được anh Vì cô ấy mà đã lao tâm khổ tướng như thế nào Vừa chăm sóc cô ấy Vừa đảm việc công ty Lại còn vừa tìm cách đối phó chủ tịch Đăng Lại tìm bác sĩ giỏi để chuẩn trị cho bà Lâm Anh bận quá rồi Đồng Hân sắp sinh rồi Cô đừng ăn nói hàm hồ trước mặt cô ấy có hiểu không Tôi hiểu mà Trung Tổng Vậy tôi đi làm việc đây Cúp máy đặt điện thoại xuống bàn Anh ngã ngửa người ra sau mệt mỏi rồi nhắm tịt mắt lại. Suốt mấy tháng qua, chưa ngày nào anh có một giấc ngủ trọn vẹn. Mới đầu vì đến đêm đồng hân lại ngén khó ngủ, anh phải thức đêm và qua lại phòng cô để chăm sóc. Khi cái thai đã lớn hơn một chút, cô lại hay đau nhức. Anh đã mạnh dạn chuyển hẳn cô vào phòng mình. Lúc đầu cô không đồng ý, nhưng sau lâu ngày dài tháng, kiểu vun đắp tình cảm mưa dầm thấm đất của anh thì cô cũng đồng ý. Thế nhưng là anh ngủ dưới đất, chỉ cô mới ngủ trên giường. Dù bận bịu mệt mỏi là thế, nhưng anh chưa bao giờ lớn tiếng hay làm cô phiền lòng. Thai đến tháng thứ năm, anh đã bảo cô ở nhà dưỡng thai. Trong suốt khoảng thời gian này, anh chưa một lần nhắc đến Đăng Vương trước mặt cô, cũng không cho bất cứ ai được quyền nhắc đến. Mọi thứ anh đều vì cô, đều lấy mẹ con cô làm trung tâm. Đến hôm nay, kế hoạch của anh giày công bày ra sắp thành công. Anh nhất định phải bắt những kẻ từng dẫm đạp cô đều phải trả giá đắt. Trong phòng làm việc dành cho chủ tịch, Đang Tuyết đang ngồi thấp thỏm phía đối diện bàn làm việc của Đăng Vương. Hai tay cô vò lấy nhau, gương mặt lo lắng đến hẳn lên những nét xanh sao. Anh hai, chúng ta tính sao đây? Cuộc họp của đông ngày mai sắp bắt đầu rồi. Thời gian qua vì tìm mẹ mà chúng ta đã quá lơ là cảnh giác. Bây giờ Nhật Trung anh ta đã nắm thóp rồi, anh định làm sao đây? Đăng Vương trong lòng lo lắng không kém em gái mình. Đây là sản nghiệp do gia đình anh gửi dựng nên không thể cứ vì thế để lọt vào tay người khác được. Anh cũng vừa hay tin Nhật Trung thu mua cổ phiếu của cổ đông khác vào sáng nay, thông tin từ miệng của một vị lão cổ đông tin cậy thì không thể nào sai lệch được. Nhật Trung cũng cho người chào mua cổ phần của ông ta, thế nhưng ông về nhà họ đang từng có ơn với mình nên đã không chịu bán. Sở dĩ bây giờ ông ta mới tiết lộ cũng vì ông hiểu rõ cục diện bây giờ do Nhật Trung đang làm chủ chốt. Vậy nên đến sát ngày diễn ra cuộc họp cổ đông, ông mới dám nói ra nhưng có nói thì cũng đã muộn rồi. Đăng Vương thở dài căng thẳng đáp lời Đăng Tuyết. Vẫn chưa đến kỳ bổ nhiệm chủ tịch mới. Cho dù hắn ta có cổ phần cao hơn anh thì cũng không có ích lợi gì cả. Không đồ anh hai, nếu mà anh ấy dám làm việc đó thì đương nhiên anh ấy đã có sự chuẩn bị cả rồi. Bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian. Anh mau nghĩ cách gì đó đi. Nếu anh để mất chiếc ghế này thì cả nhà chúng ta phải làm thế nào đây? Thời gian gấp rút quá rồi. Anh không thể nghĩ ra được cách nào để trì hoãn cuộc họp ngày mai. Chỉ trách là anh quá tin người Mọi việc đều giao cho hắn ta giải quyết Nên bây giờ hắn mới có cơ hội để cắn chúng ta thế này Không khí căng thẳng của hai anh em tăng lên cao trào đến sắp nghẹt thở Đăng tuyết nhìn ngang ngó dọc Sau đó lại lên tiếng Anh hai Em nghĩ ra được một cách Em không biết anh có chịu hay không Nhưng đó là cách tốt nhất rồi Đăng vương nhau mắt nhìn vào thái độ nghiêm túc của đăng tuyết Anh chợt nghĩ ra đăng tuyết định nói ra cách gì Chẳng cần nghe nữa Anh liền đáp lời lại Không được, chuyện này không liên quan đến đồng hân giờ này mà anh còn ở đó mà đồng hân đồng hân ngọt ngào như vậy sao em cũng chưa nói là sẽ làm gì mà làm gì cũng được nhưng đồng hân thì không được anh hai đây là cách duy nhất anh không thử nghe em nói được hay sao nhưng anh không muốn em đụng đến đồng hân em nghe rõ không đăng vương lớn tiếng vẻ mặt lại nghiêm nghị đáng sợ đăng tuyết một lần nữa chỉ có thể im lặng bất lực cô ngày càng không hiểu sao cả hai người đàn ông quan trọng nhất của mình đang nghĩ gì Tại sao ai nấy đều vì đồng hân như thế, Nhật Chung cũng vậy và anh hai mình cũng vậy. Cô không muốn nấn ná thêm ở đây, vì cô biết còn ngồi thêm ở đây cũng chỉ làm phí thêm thời gian thôi. Cô hậm hực đứng dậy và nhìn sang Đăng Vương mặt mày đang tối ngòm kia, rồi đi ra ngoài. Về phòng làm việc, nhìn cái điện thoại đang nằm trên bàn, bậm môi suy nghĩ rất lâu, cô lại cầm nó lên lướt vài vòng tìm một số điện thoại cô chưa bao giờ lưu tên, rồi nhấn gọi chuông đổ vài hồi, đầu dây bên kia cũng chịu nhấc máy. Là ai đây? Đồng Hân, tôi là Đăng Tuyết. Đồng Hân có vẻ bất ngờ khi lần đầu Đăng Tuyết gọi cho cô. Im lặng một vài giây cô lại nói. Là em sao? Tìm chị à? Đến nước này thì Đăng Tuyết không còn ngủ ngáo như bình thường nữa. Cô hít một hơi thật sâu rồi đành hạ giọng như nài nỉ. Tôi gọi là vì có việc muốn nhờ chị giúp. Vậy tôi vào thẳng vấn đề luôn vậy. Ngày mai ở khách sạn, sẽ diễn ra một cuộc họp cổ đông. Nhưng Nhật Trung anh ấy đã âm thầm bày kế và thu mua cổ phần trong chuỗi Dream nhằm ngồi vào vị trí của anh tôi. Chị cũng biết đấy, đây là sản nghiệp duy nhất của ba tôi để lại cho anh em tôi. Nếu mất nó rồi thì anh tôi sẽ sống thế nào đây? Tôi nghĩ chị còn yêu anh hai tôi có đúng không? Tôi không biết chị có oán hận gia đình tôi hay không, nhưng mà hôm nay tôi đã hạ giọng cầu xin chị. Chỉ mong chị vì anh tôi mà giúp chúng tôi lần này đi. Cô nói Nhật Trung muốn ngồi vào vị trí chủ tịch Dream sao? Không thể nào, anh ấy vốn không có tham vọng đó. Đây là sự thật, tôi sẽ không dám lấy chuyện lớn như vậy ra đùa giỡn đâu. Xem như tôi xin chị, chị hãy nghĩ cách cứu lệnh hai tôi đi. Anh ấy không thể mất Dream được. Đồng Hân lại im lặng không nói. Nếu là lúc trước thì cô sẽ gấp rút và tìm cách cứu Đăng Vương. Thế nhưng bây giờ cô lại phân vân. Cô cũng chẳng hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Đó là việc của các người không liên quan gì đến tôi với lại chuyện nhật trung đã quyết tôi cũng không có cách nào thay đổi đăng tuyết như giở giọng lật mặt ngay khi cô từ chối giúp đỡ cô nói vậy mà không thấy lòng mình áy náy hả là vì cô nên tôi mới mất đi người tôi yêu suốt ngần ấy năm cũng vì cô mà gia đình tôi xáo trộn mẹ tôi đến bây giờ vẫn chưa biết sống chết ra sao bây giờ lại là vì cô mới khiến gia đình tôi lâm vào cảnh mất đi sản nghiệp mấy đời cô có còn lương tâm không tôi nói lại tôi không làm gì cả Mọi chuyện là do mọi người bị thiên an dẫn dắt Còn câu chuyện Dream Xin lỗi chị tôi không giúp được Tôi còn có việc tôi cúp máy đây Bị cúp máy ngang Đăng tuyết nóng này ném điện thoại xuống bàn Đến sắp vỡ cả mặt kính Cô ngả đầu ra sau ghế thở dài mệt mỏi Đồng hân sau khi nghe xong điện thoại Thì thẫn thờ một hồi lâu Cô đang ở trong phòng bà Lâm và thăm khám cho bà Nghe đăng tuyết nói vậy Cô lại vừa lau tay cho bà Vừa tự thù thì với một người đang vô tri vô thức mẹ vừa nghe đăng tuyết nói gì rồi đúng không con từ chối như vậy mẹ có buồn con không thật ra chuyện kinh doanh con không biết gì cả đăng tuyết nói nhật trung là vì con nên mới làm ra những chuyện như vậy nếu đó là sự thật thì con nên làm sao đây con không muốn nhật trung buồn lòng anh ấy đã vì ba người chúng ta mà hao tâm tổn sức quá nhiều rồi nhưng con cũng không muốn đăng vương bị tổn hại bất cứ chuyện gì con phải làm sao đây con nên giúp hay là không giúp đây Cô nói ra hết tâm tình của mình Nhưng sao trong lòng lại càng hình thành Thêm một tảng đá nặng nề đến thế Cô thở dài rồi đặt tay bà vào lại trong chăn Thu dọn một vài dụng cụ đặt vào hộp thuốc Rồi đi ra ngoài Cô không hề biết Bàn tay giả nua nhăn nhúng của bà Lâm Bắt đầu ngọ nguậy bên trong tấm chăn kia Nhật Trung gác lại mọi việc còn đang giang dở ở khách sạn rồi đến căn hộ của Hoàng Minh như thư ký Ngô đã gửi địa chỉ. Nơi đây đúng là một khu chung cư sầm uất hay chính xác hơn là một khu ở hạ cấp nếu như không nói là ổ chuột. Bước vào thang máy đã cũ, anh nhấn tầng 22 của chung cư. Ra khỏi thang máy, anh nhàn nhã đi về phía dãy B theo đúng định vị trong điện thoại. Đứng trước một căn hộ nhỏ, nhìn số phòng 3212, anh nhẹ tay gõ cửa. Gõ hai hồi mà bên trong vẫn không động tĩnh gì. Bàn tay đưa lên chưa kịp gõ lần thứ ba thì bên trong đã có người mở cửa. Hoàng Minh không biết anh nên thản nhiên chào hỏi cho hỏi anh tìm ai ở đây nhật trung ghé mắt nhìn ra phía sau lưng hoàng minh rồi thận trọng nói tôi có việc cần gặp anh bạn tên hoàng minh cho hỏi có phải anh bạn này ở đây không anh là ai cần gặp hoàng minh làm gì tôi đến để báo cho anh minh về tình hình của thiên an phiền anh cho tôi gặp cậu ấy hoàng minh nghe đến tiên thiên an là đã cuống quýt hết cả lên sao thiên an bị làm sao biết cá đã cắn câu nhật trung vẫn một vẻ điềm nhiên nói cho tôi vào nhà rồi nói được không? Hoàng Minh bây giờ mới không còn đề phòng, mở rộng cửa rồi mời khách vào. Được, mời anh vào trong. Nhật Trung đi vào trong nhà mà vẫn quan sát xung quanh. Căn hộ này đúng thật là rất bình thường. Đồ vật lớn nhỏ ở đây cũng đã quá cũ, đến nỗi hoan gì cả rồi. Chỉ duy nhất một bộ bàn ghế nho nhỏ được đặt ở giữa nhà là còn mới mẻ. Nhật Trung đi đến và ngồi xuống đó. Hoàng Minh lại gấp rút hỏi chuyện ngay lập tức. Anh mau nói đi, Thiên An làm sao rồi? Nhật Trung nhìn kỹ càng nét lo lắng sốt ruột của Hoàng Minh dành cho Thiên An. Điều đó cũng đủ hiểu quan hệ giữa hai người họ không đơn giản. Thiên An, cô ấy lại chờ bệnh rồi. Sao? Cô ấy chờ bệnh như thế nào? Cô ấy lại muốn giết người. Sao chứ? Cũng may Tiểu Nhu trước đây đã nói hết tình trạng bệnh tình của Thiên An cho anh biết. Vậy nên bây giờ anh mới có dịp để dùng minh oan cho cô. Hoàng Minh tỏ vẻ hoảng hốt tột độ. Hai bàn tay anh đã đan vào nhau đến đỏ ửng. Nhật Trung được nước nên nói thêm. Tình trạng của cô ấy bây giờ khá nặng. Chúng ta không thể để cô ấy ở nhà được nữa. Phải mau nghĩ cách đưa cô ấy đi bệnh viện điều trị thôi. Không được. Cô ấy không thể ở cả đời trong bệnh viện tâm thần được. Hoàng Minh bỗng ngắt quãng vài giây rồi ngừng mặt nhìn anh. Anh là ai? Tại sao anh lại biết về tình trạng bệnh tình của Thiên An? Tôi là đồng nghiệp của bác sĩ chuẩn trị cho cô ấy. Hơn ai hết, tôi biết rõ tình trạng hiện giờ của cô ấy nếu còn trần trừ tôi e sẽ là còn nhiều chuyện xảy ra kéo theo vài mạng người gặp nguy hiểm nữa trước đây cô ấy đã hại vài mạng người rồi còn gì cô ấy không cố ý đâu không ai lại muốn giết ba mẹ mình cả là vì họ biết bệnh của cô ấy mà còn ép cô ấy còn bà lâm là do bà ấy biết được bí mật của cô ấy nên bà ấy không được phép sống anh có hiểu tâm lý của cô ấy không cũng tại tên đăng vương kia nếu hắn ta sớm cho Thiên An một danh phận để cô ấy yên tâm thì sao bệnh tình cô ấy ngày càng trở nặng như vậy chứ?" Biết Hoàng Minh bị kích động, anh lại nói thêm vào vài câu, không ngờ Hoàng Minh lại nóng lòng nói ra hết như vậy. Đã đủ chứng cứ anh cần, bây giờ chiếc điện thoại đã bật ghi âm từ lúc nào cũng được anh lấy ra khỏi áo. Hoàng Minh lúc này vẫn chưa biết mình đã bị vướng vào bẫy nên vẻ nóng lòng vẫn hiện hữu rõ nét. Bây giờ anh mau cùng tôi đến phòng khám của bác sĩ tâm lý để tìm cách chữa bệnh cho cô ấy đi. Tôi không thể trơ mắt để cô ấy làm chuyện sẵn bậy nữa. Được, chúng ta đi. Nhưng không phải đến phòng khám, mà là đồn cảnh sát. Nhật Trung đứng lên và hướng tay ra cửa như đang mời. Hoàng Minh trốn mắt nhìn hành động kia rồi há hốc miệng. Anh nói cái gì? Rốt cuộc anh là ai? Nhật Trung lại cười thần bí, khiến ai nhìn vào cũng phải lo sợ vài phần. Tôi là khắc tinh của các người. Vào đi sau giọng nói to tiếng như ra lệnh, một tiếng ầm phá cửa vang lên in tai. Tiếp theo là bốn vị cảnh sát, tay cầm súng chĩa mũi vào Hoàng Minh. Một viên cảnh sát đại diện nói, Anh Hoàng Minh, chúng tôi được lệnh bắt giữ anh, vì anh là kẻ bị tình nghi là chủ chốt của hai vụ bắt cóc và giết người. Ngay bây giờ mời anh cùng hợp tác và theo các anh về đồn để phối hợp điều tra làm rõ. Đối diện với nòng súng, Hoàng Minh không còn cách nào khác ngoài giơ tay đầu hàng. Trước khi bị bắt đi khỏi, Hoàng Minh vẫn không quên chừng mắt nhìn nam nhân đã gài bẫy mình, bây giờ đang đứng thong thả nhét tay vào túi. Mày là ai? Sao mày lại hại tao? Sao lại hại Thiên An? Nếu mày muốn hại thì hại tao thôi là đủ rồi. Tao cấm mày đụng vào Thiên An. Nếu để tao biết mày ức hiếp cô ấy thì mày đừng có trách tao. Tao sẽ không tha cho mày. Mày có nghe rõ không? Được, tao chờ mày. Hoàng Minh bị cảnh sát đưa đi khỏi. Nỗi uất ức của đồng hân xem như đã được đền bù một phần nhỏ anh chuyển tiếp đoạn ghi âm kia cho viên cảnh sát trưởng rồi nhấn nút gọi cho cô em đang làm gì vậy hôm nay tiểu trung có phiền em lắm không lâu nay anh luôn quan tâm hai mẹ con cô như thế cô dường như đã quen với sự dịu dàng này nên đã không còn ngại ngùng nữa tôi vẫn ổn tiểu trung hôm nay rất ngoan anh ở đâu rồi có về nhà chưa tôi vừa có chút việc thư ký ngô đã đến với em chưa cô ấy cũng vừa đến sao vậy ai làm em không vui sao nghe giọng em lạ quá không tôi chỉ đang không biết có nên hỏi anh một vài việc không có việc gì em mong nói đi đối với tôi em không cần ngại gì cả đồng hân có vẻ ngập ngừng dừng lại một khoảng lặng định không nói nhưng cuối cùng cô lại không thể khoanh tay đứng nhìn đăng vương gặp chuyện ừ, cuộc họp cổ đông ngày mai anh anh muốn lật đổ đăng vương sao ai nói cho em biết chuyện này là thư ký ngô sao không Cô ấy vẫn chưa nói gì cả Nhưng tôi muốn nghe chính miệng anh nói Anh nói đi Có phải hay là không phải Nhật Trung cố kìm nén cơn nộ khí Khi cô một lần nữa ra mặt nói thay cho Đăng Vương Phải Anh đừng làm như vậy có được không Em lại vì hắn ta mà bảo tôi đừng làm vậy Tôi Tôi không có ý đó Tôi chỉ là muốn anh đừng làm hại đến nhà họ Đăng được không Chúng ta cứ yên ổn như thế này Mãi mãi không được sao Em nghỉ ngơi đi Tôi đang về đây Để tôi mua chút đồ cho em tầm bổ Dứt lời Anh cũng tắt máy ngang Không ngờ anh cố gắng bên cô đã lâu như vậy Thế mà đến giây phút then chốt Cô lại ra mặt cầu xin cho người đã tổn thương mình Cô lại không cần quan tâm đến cảm nhận của anh Mà thẳng thừng nhắc lại cái tên đó Điều đó như một cú nổ trong tim anh Đã lâu lắm rồi Nó không còn đau rát đến thế Nhưng bây giờ Nó như đang dướng máu trở lại Từng giọt từng giọt đổ xuống đáy lòng khiến cả người anh nơi nào cũng đau đến tê dại. Thư ký Ngô đang ngồi cùng Đồng Hân trong phòng riêng, nghe Đồng Hân nói với anh như vậy, lại thấy anh tắt máy ngang. Thư Ký Ngô là người làm việc kể cận anh lâu nhất, nên phần nào cô cũng hiểu anh ở đầu dây bên kia đã thất vọng như thế nào. Ở đây, cô lại chứng kiến Đồng Hân với gương mặt buồn rười rượi, Tiếng thở dài nghe đến nao lòng người đối diện. Cô Hân này, sao cô lại biết ngày mai ở The Ring có cuộc họp cổ đông? lại còn biết trung tâm sắp lật đổ chủ tịch Vương. Mấy tháng qua, thư ký Ngô thường xuyên được Nhật Trung gọi đến nhà chơi với cô mỗi khi anh vắng nhà, vì vậy cô cũng không giấu chuyện trong lòng mình với thư ký Ngô bao giờ. "Là Đăng Tuyết, em ấy gọi cho tôi, muốn cầu xin tôi giúp Đăng Vương. Tôi không biết chuyện kinh doanh của các người như thế nào, tôi cũng không muốn xen vào việc của Nhật Trung. Thế nhưng tôi lại không thể bỏ mặc Đăng Vương." Thật lòng mà nói, tôi đã không còn hy vọng gì với anh ấy. Thế nhưng dù sao tôi cũng Nói đến đó Cô lại sờ tay rồi nhìn xuống Chiếc bụng đã nhô ra vượt mặt của mình Ánh mắt cô lại buồn bã Từng hơi thở của cô khiến thư ký ngô hiểu được Cô đang khó xử như thế nào Tôi hiểu Nhưng cô biết không Thật ra trung tổng rất quan tâm đến cô Cô ở cùng anh ấy lâu như vậy Tôi nghĩ cô cũng nhận ra được điều đó Trong chuyện này Tôi cũng biết là nếu kéo cô vào là không nên Thế nhưng cô cũng biết rồi thì tôi cũng nên có ý kiến khuyên cô. Cô có muốn nghe không? Cô muốn nói với tôi chuyện gì thì cứ nói. Đừng ấp úng như vậy. Tôi và cô có còn xa lạ gì đâu. Thư ký Ngô thận trọng nắm lấy tay cô rồi từ từ nói. Trung Tổng đã âm thầm vì cô mà làm rất nhiều chuyện. Tôi còn nhớ ngày cô cùng chủ tịch đang làm lễ kết hôn. Trung Tổng đã uống rất say. Bình thường anh ấy không bao giờ uống rượu. Bao tử anh ấy không tốt. Vì vậy anh ấy không bao giờ đụng đến rượu cả. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy say như vậy. Sau đó, anh ấy còn cho người theo sát và bảo vệ cô, vì anh ấy hiểu chủ tịch đang kết hôn với cô là vì điều gì. Anh ấy đã năm lần bảy lượt ngăn chủ tịch đang làm hại cô, nhưng mà lần nào cũng không thành. Cô nói Nhật Trung ngay từ đầu đã biết Đăng Vương kết hôn với tôi là có mục đích. Thư ký Ngô nhìn cô rồi gật đầu. Ừ, đến khi Trung Tổng phát hiện anh ấy đã phải lòng cô, Kể từ đó anh ấy luôn cho người lật lại vụ việc của ca phẫu thuật năm xưa, cuối cùng lại vô tình tìm được kẻ bắt cóc bà Lâm. Sau đó nhờ người đó thì trung tổng mới biết hết sự thật về Thiên An. Nhưng mà anh ấy chưa tìm được đồng bọn của cô ta. Vậy nên anh ấy đã án binh bất động bao lâu nay để thu thập chứng cứ. Hơn 200 ngày qua, trung tổng bận bịu đến quên cả ăn uống, vừa lo cho mẹ con cô, vừa lo cho bà Lâm, vừa lo cho khách sạn lại còn lo việc giúp cô trả thù từng người trước đây đã hại cô anh ấy ăn uống không điều độ nên bao tử ngày ngày vẫn đau hầu như là đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy trung tổng giải lao được một giây phút nào cả những lời thư ký ngô vừa nói lại khiến sống mũi cô cay xè hóa ra thời gian dài như vậy ở cạnh anh mà cô lại vô tâm đến như thế sao hóa ra ở trước mặt cô anh luôn cười cười nói nói chỉ là một góc nhỏ mà anh muốn thể hiện cho cô thấy thôi còn một khoảng cô đơn mệt mỏi anh lại dành cho riêng mình. Cô chợt suy nghĩ đến những lời mình vừa nói với anh, sao cô lại có thể vô tâm thích nói gì thì nói như thế? Alo, nghĩ vậy cô nói với thư ký Ngô. Sao tôi lại không biết gì cả? Tôi thật sự không biết anh ấy một mình đã ôm biết bao nhiêu chuyện như vậy. Tôi tôi có phải tôi sai rồi không? Lời nói vừa nói ra nó lại đứt quãng và xúc động. Cô cũng không hiểu bản thân mình đang làm điều gì thế này. Thư ký Ngô nhìn ra vẻ cuộn trào cảm xúc trong cô, sợ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nên vội vàng an ủi. "Cô bình tĩnh đi đã, cô sắp sinh rồi, đừng có quá xúc động như vậy, cô hiểu điều này hơn tôi mà đúng không?" Cạch. Tiếng mở cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Phía đối diện kia là thân ảnh một nam nhân mặc chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo thả hờ hững hai chiếc cúc, quần tây đen mạnh mẽ. Anh bước vào trong nhà mà trên tay còn cầm nhiều hộp thức ăn thơm phức nhìn thấy hai người đang ngồi trên giường nhật trung lại nặn ra một nụ cười bình yên nhất nhìn họ hai người đang nói chuyện gì đó có đói chưa tôi có mua nhiều đồ ăn cho hai người đây đồng hân hôm nay tôi mua tổ yến trưng cho em em lời anh chưa nói xong thì đồng hân đã đi vội đến và ôm chầm lấy anh bụng cô đã to vượt mặt nên cô cố ghi đầu vào ngực anh mà khóc dứt mướt nhật trung không hiểu cô bị làm sao nên nóng ruột lo lắng em sao vậy có phải lại có ai đến đây làm phiền em không? Chưa bao giờ cô lại có cảm giác được trái tim mình cuộn trào sóng dữ như thế này. Chưa bao giờ cô muốn ôm chặt anh như sợ vụt mất đến vậy. Cô lắc đầu nhẹ nhẹ rồi nói trong tiếng nấc. Sao anh lại như thế? Sao anh lại có thể đối xử tốt với tôi như thế? Tôi đã làm gì để được ông trời ban cho một người như anh ở bên cạnh tôi? Càng ngày tôi lại càng thấy bản thân tôi tồi tệ quá đỗi. Tôi thấy mình không xứng để ở bên cạnh anh như thế này anh bảo tôi phải đối với anh làm sao đây làm sao tôi mới xứng với anh đây nước mắt cô giàn rụa khắp một khoảng áo anh anh nhìn thư ký ngô đang ngồi ở cạnh giường rồi nhứng mảy ra hiệu cầm thức ăn thư ký ngô nhoẻn cười hiểu chuyện nên vội vàng nhận lấy thức ăn từ tay anh rồi đi ra ngoài hai tay anh bây giờ đã rảnh rỗi một tay anh vỗ lưng cô tay còn lại anh thương yêu vuốt tóc cô ai đã nói gì với em em đừng khóc nữa được không tôi không làm gì cả chỉ là họ đã đến lúc trả giá thôi em yên tâm đừng lo lắng những chuyện như thế này tôi đã liệu trong lòng bàn tay hết rồi em chỉ việc ngoan ngoãn đừng tự làm khổ mình thì xem như em đã giúp tôi rồi đấy ngoan nào đừng khóc nữa lại là âm thanh đó thanh âm nhỏ nhẹ yêu chiều khiến tâm tình cô tê dại nghe được cô chỉ biết khóc vì xúc động chứ không thể nói được gì một nam nhân không sợ trời không sợ đất mà giờ đây chỉ vì vài giọt nước mắt của người thương lại cuốn quýt bối rối hết ở trong lòng. Em đừng khóc nữa, ngoan nào. Nắm vai cô kéo ra khỏi người mình, anh nhẹ tay lau đi nước mắt giúp cô, miệng lại cười tủm tỉm trêu cô. Em xem, sắp làm mẹ rồi mà em còn mè nheo với tôi. Em không sợ Tiểu Trung biết được, nó sẽ cười em à. Cô chợt phỉ cười sau cô đùa giỡn rất trẻ con của anh. Đúng là khóc xong một lần, Chút ra hết tâm tình mình thì cảm giác nó nhẹ hẳn ra. Lúc này anh chợt nhìn cô không chớp, gương mặt cũng dần dần sát vào mặt cô. Cô hiểu anh đang muốn gì. Nếu trước đây thì có lẽ cô sẽ thẳng thừng tránh né nó. Nhưng giờ đây cô lại đồng điệu với nó và hưởng ứng nó bằng tất cả lòng nhiệt thành. Đôi môi ấm nóng của anh cũng đã dần dần bao trọn môi cô. Mọi động tác anh uyển chuyển nhẹ nhàng êm dịu, chiếc lưỡi nóng bỏng đang lần vào nơi khoang miệng cô tìm mật ngọt thỉnh thoảng anh lại mút nhẹ vào môi cô đôi khi lại cắn nhẹ vào nó đôi tay anh cũng dần di chuyển khắp lưng cô được một lúc mọi thứ say nồng kia chợt dừng lại rất khoát anh lưu luyến rời khỏi môi cô rồi nhẹ giọng tôi xin lỗi tôi quên mất là em đang có thai nghe vậy cô lại có chút ngại ngùng và xen lẫn chút tội lỗi nào đó khó tả không sao em không trách anh là lỗi là do em em xin lỗi Em đang nói gì vậy? Tôi trách lỗi em bao giờ? Anh dìu cô ngồi bên thành giường rồi vui vẻ nói. Ngồi xuống đây cho tôi xem tiểu trung hôm nay có ngoan không nào. Anh cúi đầu xuống và áp tay vào bụng cô, bàn tay còn xoa xoa lên đó. Tiểu Trung, có nghe ba đang nói chuyện không? Xin lỗi Tiểu Trung hôm nay ba về trễ mất. Có lẽ vì vậy nên mẹ con mới khóc nhè thay con rồi. Tiểu Trung ngoan ngoãn ở trong đó, chờ thêm vài ngày nữa rồi ra gặp ba nhé đến lúc đó hai người chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ mẹ không cho mẹ khóc nữa có được không mỗi sáng anh đi làm anh sẽ ghé tai và nói chuyện với đứa bé tối đến anh lại tâm tình cùng nó đến tận khuya anh vẫn luôn giữ thói quen đó mỗi ngày chưa ngày nào anh quên đi bổn phận của mình cho dù có bận rộn đến thế nào đi chăng nữa có lẽ đến bây giờ cô mới thật sự nhận ra điều hạnh phúc mà bấy lâu nay mình được nhận đều rất chân thành từ anh tay cô khẽ chạm vào bàn tay anh rồi mỉm cười chuyện lúc nãy cho em xin lỗi được không em không cố ý nhắc đến anh ta đâu chỉ vì vì đang tuyết cầu xin nên em mới không sao tôi không chấp nhất với em bây giờ thì mau xuống dưới dùng bữa thôi đồ ăn nguội thì sẽ không ngon đâu sáng hôm sau đồng hân dậy sớm hơn mọi ngày cô giúp anh thắt cà vạt và chỉnh trang lại quần áo giúp anh nhận được sự quan tâm nhỏ nhoi đó của cô lòng anh lại thấy ấm áp Em không cần làm vậy đâu Em ngủ thêm đi Vẫn còn sớm lắm mà Cô vẫn luôn tay chỉnh trang cho anh Mà miệng vẫn đáp lời Hôm nay em ngủ không được Cảm thấy trong người bứt rứt quá Sao vậy em không khỏe chỗ nào sao Em cũng không biết Trước đây tịnh yên nói sắp sinh Thì sẽ có những triệu chứng như vậy Nên chắc sẽ không sao đâu Anh đừng lo Nói vậy nhưng anh vẫn không yên tâm lắm Sờ vào bụng cô anh lại nói hay là hôm nay tôi đưa em đến bệnh viện Ở đó có tịnh yên tôi sẽ yên tâm hơn Không cần đâu Dù sao cũng còn hơn 3 tuần nữa mới sinh Anh cứ yên tâm đi làm đi Chúc anh hôm nay mọi việc thuận lợi Lúc này anh lại cúi xuống Và khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô Cô lại ngại ngùng cúi mặt đỏ dần Đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ nhàng Anh lại nói Được rồi em không ngủ Vậy để tôi bảo dì Lâm đem thức ăn lên đây cho em Bụng em lớn như vậy rồi đừng có đi lên đi xuống quá nhiều. Em biết rồi, anh mau đi làm đi. Nhìn cô một lượt âu yếm nữa, anh mới chịu rời đi. Trên đường đi đến khách sạn, anh vẫn không quên dặn dò thuộc hạ của mình qua điện thoại. Hôm nay là một ngày quan trọng, các cậu trông chừng nhà tôi cho cẩn thận, tuyệt đối không được cho ai vào trong có hiểu không? Dạ hiểu thiếu gia. Xong xuôi, anh mới thật sự yên tâm giải quyết mọi việc còn lại. Anh hiểu Đăng Vương sẽ không dám bạo gan đến nhà anh. Cái anh phòng hờ lại là Đăng Tuyết. Đăng Tuyết vốn dĩ mưu mô và xảo quyệt hơn anh mình rất nhiều. Vì vậy anh tuyệt đối phải đề phòng con người này. Tại Đăng Gia, Thiên An đang ăn sáng trong phòng. Từ hôm cô phát bệnh ở nhà hàng, Đăng Vương đã giam lỏng cô ở đó. Dù Đăng Vương vẫn chưa điều tra ra tung tích của bà Lâm từ miệng Thiên An, nhưng chỉ ít anh cũng đã biết được bệnh tình của Thiên An. Nghĩ về quá khứ hai người cũng đã từng yêu nhau. Bây giờ dù không yêu nữa, nhưng vẫn còn cái nghĩa. Vì thế Đăng Vương đã không nỡ đưa cô đi bệnh viện tâm thần điều trị, cũng không nỡ tiết lộ bệnh tình của cô với bất cứ ai kể cả Đăng Tuyết. Việc Đăng Tuyết không biết gì về căn bệnh của Thiên An đã vô tình tạo cho Thiên An một cơ hội gây thêm chuyện lớn. Sáng sớm, Đăng Tuyết vì lo cho cuộc họp của Đông nên đã không ngủ được. Trong nhà bây giờ không còn ai có thể trò chuyện nên cô đã đến tìm Thiên An. Thiên An nhận ra nét buồn bã và bi thương tận sâu trong đáy mắt Đăng Tuyết nên bèn hỏi có chuyện gì mà mới sáng sớm em lại thở dài như thế đăng tuyết chống cầm nhìn sang cô rồi đáp em không biết anh hai đang nghĩ gì sắp mất cả sản nghiệp đến nơi mà anh ấy vẫn dửng dưng như không chẳng lẽ anh hai em thật sự bụng bỏ chiếc ghế chủ tịch này sao chắc chắn là không thể nào đâu đúng không chị thiên an nghe mà không hiểu đầu đuôi gì cả nên đành hỏi lại ý em là sao đã xảy ra chuyện gì đăng tuyết liền một mạch kể lại những việc sắp diễn ra ngày hôm nay Thiên An nghe xong vẻ mặt liền thay đổi. Từ một vẻ thánh thiện như thiên thần, bây giờ lại hiện lên một vẻ nham hiểm chết chóc. Ánh mắt cũng hẳn lên một vài tia lửa đỏ. Nếu mà anh ấy không chịu cách em đưa ra, thì chúng ta tự làm vậy. Em yên tâm, chị nhất định không để bất cứ ai làm hại đến anh ấy, làm hại đến nhà họ Đăng. Đăng tuyết bỗng chốc nổi gai ớn lạnh khi nhìn trực diện vào nữ nhân trước mặt. Giây phút này làm sao cô cảm giác thiên an xa lạ và đáng sợ thế này nhưng mặc kệ, miễn sao cứ vãn được tình thế thì sao cũng được cả. Nghĩ vậy cô lại nói tiếp. Ý chị là thế nào? Có thể nói cho em nghe được không? Hôm nay em cứ để Đăng Vương đến khách sạn. Còn em, chị cần em cùng đi với chị. Chúng ta đi đâu? Đi cứu vãn thế cục giúp anh hai em. Ý chị là... là đồng hân. Chẳng phải là cô ta đang có thai sao? Chẳng phải điểm yếu của tên chung kia chính là cô ta. Vậy thì chúng ta đi nhờ cô ta vậy Rất câu Một nụ cười gian tà cũng nở rộ Trên gương mặt chẳng mấy thiệt lành Đăng tuyết tuy có sợ Nhưng vì nghĩ cho đại cục Cô cũng không có ý kiến gì nữa 9 giờ sáng tại khách sạn The Rin, Các vị cổ đông lớn nhỏ đang tập trung Tại phòng hội nghị cấp cao Phía chính giữa trung tâm Đăng Vương đang ngồi nghiêm nghị Và nét mặt vì biết trước thế cục khó khăn Nên căng thẳng rõ nét Phía cửa ra vào bây giờ Mới có thêm hai người vào là Nhật Trung và thư ký Ngô. Hai người đến cuối cùng nhưng lại được mọi người nhiệt liệt chào đón. Nhật Trung gật đầu chào mọi người rồi tiến đến chiếc ghế cạnh Đăng Vương và ngồi xuống. Mọi người cũng đã góp mặt đông đủ, cuộc họp cũng chính thức được bắt đầu. Ở biệt thự nhà Nhật Trung, Đồng Hân vừa ăn sáng dưới nhà ăn. Bên cạnh dì Lâm cũng đang gấp thức ăn giúp cô vì bụng cô đã quá cỡ. Thấy nét mặt cô mệt mỏi xanh sao, dì liền hỏi Han. Cô Hân, cô không khỏe sao? Tôi thấy cô mệt quá Đồng Hân hơi trao mày Và uống một ngụm nước tráng miệng rồi trả lời bà Hôm nay không hiểu sao con thấy bồn chồn khó chịu quá Ngày sinh thì vẫn chưa tới Không biết là đứa nhỏ có làm sao không Cô mang thai con đầu lòng Nên là khó tránh khỏi căng thẳng Cô thả lỏng đi Đừng có nghĩ nhiều quá Lúc này một hạ nhân bên ngoài Lại chạy vào trong báo tin Cô Hân Ở ngoài cổng có hai người nói muốn gặp cô là ai họ có nói tên không thưa họ chỉ nói là có việc gấp cần gặp cô còn nói nếu không gặp được thì e là mọi chuyện sẽ không còn cứu vãn được nữa dì lâm nghe vậy thì liền nhớ lại lời nhật trung đã dặn trước khi đi anh đã nói sẽ không cho ai vào gặp cô trong ngày hôm nay vì vậy dì lâm không ngần ngại trả lời thay cô ai cũng không gặp hôm nay cô hân không được khỏe nên không tiếp khách bảo họ về đi dạ hạ nhân nghe lời liền đi ngay ra ngoài nhưng vừa đến cửa thì đồng hân lại lên tiếng khoan đã có phải là hai cô gái đúng không tên hạ nhân quay lại và cúi đầu dạ đúng cứ cho họ vào đi không sao đâu cô hân nhưng mà thiếu gia đã nói tôi hiểu là gì muốn nói gì nhưng mà đây là nhà chúng ta người của chúng ta lại đông không có vấn đề gì đâu nghe tôi cứ cho họ vào đi tên hạ nhân nhìn sang dì lâm một hồi nhưng cô đã nói như vậy rồi dì lâm cũng không thể ngăn cản cô được vậy cậu mau ra mời hai người họ vào đây đi dạ đồng hân sợ dì lâm sẽ lo lắng nên đứng lên nắm tay dì đi lên phòng khách dì đừng lo ở đây họ không dám làm gì đâu vẫn còn có gì ở bên cạnh con mà dì lâm gật đầu không nói gì dì dìu cô ngồi vào ghế ở phòng khách rồi đứng quan sát cô như để bảo vệ Phía cửa ra vào, Đăng Tuyết và Thiên An đang đi theo sau hạ nhân đi vào trong. Đồng Hân vẫn lịch sự như thường lệ, mời hai người ngồi xuống. Thiên An là người mở lời khai chuyện trước. Lâu quá không gặp cô, cô khỏe chứ? Cái thai đã lớn như vậy, chắc là sắp sinh rồi nhỉ? Cảm ơn cô, tôi vẫn khỏe. Hai người đến tìm tôi làm gì thì nói luôn đi. Mới không gặp một thời gian ngắn mà cô cũng thay đổi nhiều đấy chứ. Ăn nói mạnh dạn thẳng thắn hơn nhiều được thôi vậy tôi vào thẳng vấn đề vậy cô cũng biết hôm nay ở khách sạn sẽ xảy ra chuyện gì mà đúng không tôi muốn cô mau bảo nhật trung dừng ngay việc anh ta đang làm đi tại sao tôi phải nghe cô <laughs> cô đừng quên cô đã nợ nhà họ đăng những gì bây giờ cô lại trở mặt muốn thông đồng cùng tên nhật trung kia để lấy cả sản nghiệp của nhà họ sao cô chờ chẽn quá rồi đấy Đồng Hân dường như đã quá quen với thái độ này của mọi người trong căn nhà đó Nên cũng không quá bất ngờ Cô cười khẩy một cái rồi đáp lời Thứ nhất, tôi không hề nợ bất cứ thứ gì từ nhà họ cả Thứ hai, việc của Doreen là chuyện kinh doanh của họ Tôi cũng không biết gì Nếu cô muốn dừng chuyện ngày hôm nay lại Thì nơi hai người cần đến là khách sạn Chứ không phải là chỗ của tôi Vừa dứt câu thì một hạ nhân khác từ trên lầu hất hải chạy xuống vẻ mặt lại mừng rỡ tươi cười mà không để tâm đến nhà đang có khách cô hân cô hân bà lâm tỉnh rồi bà lâm tỉnh rồi cô hân ơi thông tin mà hạ nhân vừa nói đã khiến đăng tuyết cùng thiên an trợn tròn mắt đăng tuyết nãy giờ không nói gì bây giờ lại đứng lên lớn tiếng bà lâm đồng hân tốt nhất cô nên nói với tôi là bà lâm mà tên kia vừa nhắc đến không phải là mẹ tôi đi cô mau giải thích gì đi việc bà lâm tỉnh lại vào lúc này không biết là chuyện xấu hay chuyện tốt cô chỉ biết bây giờ cô nên lên đó và xem tình hình bà lâm như thế nào rồi không đợi thêm nữa cô cũng đứng lên rồi lệnh cho dì lâm dì ở đây tiễn khách giúp con để con lên xem bà ấy thế nào rồi cô di chuyển từng bước cẩn trọng lên lầu để lên xem tình hình bà lâm nhưng đăng tuyết kế bên đã không kiên nhẫn nên chạy vội lên trước cô ở đâu mẹ tôi ở đâu cô giấu mẹ tôi ở đâu rồi Đăng Tuyết vừa chạy đi tìm từng phòng, tay lại vừa gọi điện cho ai đó, trong khi Đồng Hân lại cố gắng bảo người ngăn Đăng Tuyết lại. Dì Lâm, dì mau gọi người tiện khách đi, đừng để cô ta làm loạn ở đây. Đăng Tuyết gọi điện liên tiếp vài cuộc, thì bên kia đã có người nhấc máy. Anh hai, em đang ở nhà Nhật Trung, thì ra là Đồng Hân đã mang mẹ của chúng ta ở đây suốt bao lâu nay, anh còn không cho em dùng cô ta uy hiếp Nhật Trung sao? có lẽ hai người họ đã thông đồng với nhau dùng mẹ để uy hiếp chúng ta đó anh còn không chịu nghe lời em thì chúng ta sẽ chẳng còn gì cả anh nghe không bên trong phòng họp không khí đang căng thẳng đến thời khắc biểu quyết bầu gia tân chủ tịch mới nhật trung đang chiếm thế thượng phong và sắp đạt được mong muốn đăng vương đang bối rối thì lại nhận được cuộc gọi của đăng tuyết anh không ngờ đồng hân lại bắt tay với nhật trung để hãm hại mình cơn nóng giận nổi lên khiến anh cần từng chữ qua điện thoại ra tay đi. Được, anh hai. Đồng Hân đã lên gần được đến nơi thì Đăng Tuyết lao thật nhanh về phía cô. Đồng Hân, mày ăn cháo đa bát, mày mau chết đi. Hạ nhân đằng sau cô may mắn chạy lên trước và lưu kéo Đăng Tuyết để tránh khỏi cô. Phía dưới, Thiên An thấy Đăng Tuyết thất thế nên chạy nhanh lên tiếp sức. Vậy nhưng vừa đi đến cầu thang thì dì Lâm đã kịp kéo tay cô lại. Hai người mau rời khỏi đây nhanh lên, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Cô Hân, cô mau đi lên trên phòng khóa cửa lại đi, nhanh lên. Dì Lâm, cẩn thận đó, người đâu, mau đến giúp dì Lâm đi mau lên. Thiên An cùng Đăng Tuyết nháy mắt ra ám hiệu với nhau, cùng vùng vẫy ra khỏi những kẻ vướng tay vướng chân. Đồng Hân, mày chết đi! Thiên An kịp chạy nhanh lên vài bậc thang và nắm lấy áo cô mà giật ngược. Đồng Hân đã cố né nhưng không thành, liền mất đà và ngã ngược về sau, lăn vòng xuống đất. Dì Lâm cùng vài hạ nhân không kịp trở tay nên đành bất lực hét lớn. Cô Hân! Đồng Hân với cái bụng bầu đã 8 tháng, lăn dài từ cầu thang tầng 1 xuống đất. Máu từ giữa hai chân cô cũng túa ra chảy dài trên từng bậc thang. Dì Lâm! Cứu con! Dì Lâm! Cô nằm dài giữa một vùng máu đỏ. Dì Lâm vội vã ngồi như củi xuống bên cạnh để đỡ lấy đầu cô rồi không ngừng gọi. Cô Hân! Cô Hân! Người đâu mau gọi cấp cứu đi nhanh lên! gọi cô tịnh yên đi cô hân không xong rồi giữa hoàn cảnh rối ren hạ nhân thay nhau chạy toán loạn và không xác định được phương hướng bây giờ mình đi đâu và nên làm gì đăng tuyết thấy khắp nơi toàn máu là máu nghĩ mình đã giết người nên hoảng loạn chạy xuống chỗ thiên an nói lắp bắp chị thiên an chúng chúng ta giết người rồi mau đi thôi đi thôi thiên an mặt mày cũng lấm lét tái nhợt thế nhưng ở đâu đó vẫn còn động lại vài nét tàn nhẫn và hả hê vô độ Dì Lâm đang bối rối, chợt nhìn thấy hai người họ dắt tay nhau hối hả chạy ra ngoài thì liền la lớn. Giữ hai người họ lại, không được để họ đi, nhốt họ ở sau nhà kho đợi thiếu gia về giải quyết. Dạ. Hạ Nhân nghe lệnh liền chạy theo dẫn giải hai con người tàn độc kia vào lại nhà sau. Đang Tuyết lúc này mới biết sợ nên cũng hô to kêu cứu. Các người làm gì vậy, mau thả tôi ra, các người có lỗ tai không, mau buông tôi ra. Có biết tôi là ai không mà lại dám vô lệ như vậy Mau buông tôi ra Thiên An ở kế bên Tuy không la hét như đăng tuyết Nhưng gương mặt lại sắc bén hung tợn Tao sẽ giết hết tụi bay Ai dám đụng đến tao và đăng vương Thì đừng mong được yên ổn Tao sẽ giết hết tụi bay Ha ha, tao sẽ giết hết tụi bay Thiên An vừa nói vừa cười Rộ lên những chàng cười ma mãnh điên dại Đến khi hạ nhân dẫn hai người đi khuất hẳn Thì vẫn cứ vang lên lanh lành Giọng cười kia Ngoài cổng, xe cấp cứu đã đến nơi, một vài vị y tá cùng Tịnh Yên vội vã chạy vào trong. Vừa vào tới nơi, Tịnh Yên đã thấy cô nằm bất động ở trên cầu thang mà hốt hoảng. Đồng Hân, cậu, cậu sao vậy? Mau, mau đưa cậu ấy ra xe nhanh lên. Dì Lâm, dì mau báo cho Nhật Trung đi. Dạ dạ, tôi quên mất, tôi báo ngay đây. Rất nhanh, tiếng còi xe cấp cứu cũng vang lên inh ỏi cả một góc trời dì lâm tay vẫn còn dính máu vì ôm cô đang run run nhấc điện thoại gọi cho anh thiếu gia cô hân xảy ra chuyện rồi cô tịnh yên vừa đến đưa cô hân đi cấp cứu thiếu gia mau đến đó đi ở phòng học vốn dĩ anh không nên nghe điện thoại vào lúc đang họp thế này thế nhưng nhìn thấy số điện thoại ở nhà đang gọi trong lòng lại đầy những nỗi bất an nên anh liền nhấc máy khi nghe được vài lời ngắn ngủi của dì lâm gương mặt anh đã đổi nét nghiêm trọng anh ném mạnh điện thoại xuống bàn ai nấy đều nhìn anh chăm chăm, ngay cả Đăng Vương cũng không ngoại lệ. Anh đứng dậy ngay và nhìn thẳng vào Đăng Vương nghi ngờ mà nói. Vì chuyện của khách sạn mà ngay cả đồng hân cậu cũng dám động tới. Được, vậy đừng có trách tôi không nể tình bằng hữu bấy lâu nay. Cậu nói vậy là có ý gì? Anh không trả lời Đăng Vương mà quay về hướng các vị cổ đông, vừa lấy sắp tài liệu trên tay thư ký ngô và ném mạnh xuống bàn rồi dõng dạc nói. Tôi mặc kệ các người biểu quyết thế nào, có chịu hay không chịu bãi nhiệm ghế chủ tịch của Đăng Vương. Nhưng đây là tất cả bằng chứng tôi có được về những tội danh của đương kiêm chủ tịch đây. Bằng chứng cắt xén công quỹ, gian lận kinh doanh. Chỉ với hai tội danh này đã đủ để chủ tịch đương nhiệm ngồi tù đếm lịch 7 đến 8 năm. Hiện tại, tôi là người có nhiều số cổ phần nhất chuỗi The Ring. Tôi tự có quyền bổ nhiệm chính mình làm tân chủ tịch mới. Các người có thêm ý kiến nữa thì cũng bằng thưa. Đăng Vương không giữ nổi bình tĩnh, đôi tay cũng không ngừng lật tới lật lui những tờ tài liệu kinh tế cùng báo cáo tài chính của chuỗi The Ring. Tận mắt chứng kiến những tội danh mình không làm mà bây giờ lại sờ sờ trước mắt khiến anh ngây dại đi. Đợi Nhật Trung nói dứt câu, anh đã không thể bình chân như vậy được nữa nên liền nắm lấy cổ áo Nhật Trung mà siết chặt, vẻ nghiến răng nghiến lợi gằn giọng. Mày lại dám hại tao, tại sao lại hại tao? Nhật Trung, mày nói đi, tại sao mày lại hại tao? Ở bàn hội nghị, các vị cổ đông lần lượt người đứng lên can ngăn, người lại ngồi yên hóng kịch, kẻ lại bàn tán thiệt hơn cho tương lai của chuỗi The Green. Bỗng chốc, tất cả ánh nhìn của mọi người tập trung về hướng cửa ra vào. Một đoàn cảnh sát kinh tế đang chia ra hai ngã và tiến vào trong. Nhật Trung bị nắm cổ áo nhưng vẫn bình thản không nóng giận. Hóa ra anh đã có liệu tính tất cả rồi nên mới tự tin mà làm từng bước như vậy đăng vương nhìn viên cảnh sát trưởng đang cầm trên tay chiếc cổng tay sáng chói kia mà như quần trí đôi tay anh dần buông áo nhật trung rồi buông thõng vào không trung ở đây mọi chuyện đã xong xuôi nhật trung không thể ở lại đây thêm một giây một khắc nào nữa nên vội giao việc cho thư ký ngô rồi rời khỏi ngay sau đó việc còn lại ở đây tôi giao lại cho cô giải quyết cho ôn thỏa đi trung tổng anh đi đâu vậy anh không trả lời mà chạy như bay rời khỏi phòng hội nghị ở phía bên kia Viên cảnh sát trưởng đưa đến trước mặt Đăng Vương một tờ lệnh bắt giữ rồi nghiêm giọng nói. Anh Đăng Vương, anh bị tình nghi tham nhũng tiền công quỹ, gian lận trong kinh doanh. Ngay cả cổ phiếu của công ty do anh thống kê cũng không minh bạch. Hiện chúng tôi đã có đủ chứng cứ và được lệnh để bắt anh. Mời anh cùng theo chúng tôi về sở để hợp tác điều tra làm rõ. Các vị cổ đông, ai nấy đều không thể ngồi yên, liền thay nhau chỉ trò. Cái còng tay lạnh giá kia chẳng mấy chốc đã trói buộc đôi tay anh về một chỗ, Đến bây giờ anh mới hoảng hồn nhận ra đây không phải là mơ Không tôi không phạm tội gì cả Là hắn ta đã hãm hại tôi Anh có bị hãm hại hay không Thì về sở điều tra sẽ rõ Hiện tại chúng tôi đã có đủ điều kiện để bắt giữ anh Nếu anh không chịu hợp tác Xem như anh đang thêm một tội chống người thi hành công vụ Đưa đi Đăng Vương dù trong lòng vẫn hoang mang tột độ Thế nhưng ngoài mặt lại trở về một vẻ lạnh lùng rừng rưng Đến nước này, anh cũng không thể chối cãi lại tất cả bằng chứng đã rõ như ban ngày kia. Vậy nên chỉ còn cách buông xuôi, rồi tiếp bước theo viên cảnh sát về sở điều tra. Thật không thể tin nổi, một chủ tịch tài ba tại một chuỗi khách sạn lừng danh, chớp mắt một cái đã là một tội phạm kinh tế khiến ai cũng phỉ nhổ. Tương lai sau này của anh xem như chấm hết kể từ đây rồi. Trên con đường dài tấp nập đông đúc, một chiếc xe con màu đen bóng loáng đang lao đi như một cơn vũ bão trong xe, một nam nhân với gương mặt góc cạnh cùng ngũ quan tinh xảo đang trầm mặt căng thẳng đến lạnh lùng thấu xương. Gài vội cái tay nghe nhỏ lên tai, nhấn vải thao tác trên màn hình nhỏ rồi chờ đợi. Thiếu gia là tôi đây. Đồng Hân sao rồi, cô ấy đang ở đâu? Cô Hân đang ở khoa sản ở bệnh viện tâm y. Hiện tại bác sĩ Tịnh Yên đang phẫu thuật cấp cứu cho cô ấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mau nói đi. Anh lớn tiếng trong điện thoại Khiến tên thuộc hạ bên kia cũng tái xanh mặt mày Dạ thiếu gia bất giận Hôm nay có hai cô gái đến tìm gặp cô Hân Tôi đã không cho vào Nhưng khi hạ nhân trong nhà anh báo cô Hân đã cho phép họ vào Nên tôi không thể kháng lệnh cô Hân Tôi không ngờ họ lại có ý muốn sát hại cô Hân như vậy Thiếu gia tha mạng Chúng tôi đã quá lơ là rồi Bây giờ hai kẻ đó đang ở đâu? Dạ, ở nhà kho biệt thự nhà anh. Chết tiệt, Lớn tiếng chỉ một câu, anh tháo tai nghe và ném sang một bên. Chân ga lại lần nữa bị anh nhấn đến sắp cứng ngắc. Trong mắt anh cũng đã ánh lên nhiều tia lửa đỏ. Không cần quan tâm phía trước xe cậu đông đúc thế nào. Anh vẫn một đường luồn lách, chỉ mong ngay lập tức đi đến cạnh cô. Không lâu sau, một chiếc xe màu đen thắng gấp khét lẹt ở cổng bệnh viện. Nhật Trung bước vội xuống xe rồi chạy thẳng vào trong. Trước đây, anh cũng đã biết khoa làm việc của tỉnh Yên nên liền chạy ngay đến đó. Cho hỏi phòng cấp cứu khoa sản đi hướng nào? Có một sản phụ tên Đồng Hân đang cấp cứu ở đây đúng không? Phiền anh đợi một chút để tôi kiểm tra đã." Anh với vẻ hớt hải đi đến hỏi chuyện tiếp tân khoa sản. Cô tiếp tân kiểm tra lại máy tính rồi thông báo. "Sản phụ Đồng Hân hiện đang được phẫu thuật, tình trạng khi nhập viện là vỡ ối, xuất huyết và hôn mê sâu, huyết áp giảm. Phòng cấp cứu ở bên đó, anh qua đó đợi đi." "Được, cảm ơn cô." nghe cô tiếp tân nói tình trạng hiện giờ của cô lại khiến lòng anh đau nhói anh ngay cả một sợi tóc của cô cũng không nỡ chạm mạnh ấy vậy mà bây giờ cô lại rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc như vậy đến trước phòng cấp cứu anh không thể đứng yên được mà đi lòng vòng hồi hộp lo lắng trong lòng lại dối bời như một mớ tơ vò một tiếng hai tiếng trôi qua bên trong vẫn không có chút tin tức gì anh đếm rất kỹ tổng cộng đã có bốn đứa trẻ mới sinh đỏ hòn được đưa ra ngoài mỗi lần như thế, tim anh lại nhảy nhòm lên liên hồi, và rồi biết đứa trẻ kia không phải là tiểu trung, anh lại thêm một lần hụt hẫng tột độ. Trời không phụ lòng người, khi giờ đây người bước ra khỏi phòng cấp cứu là tịnh yên. Sắc mặt cô có vẻ không tốt, nhưng vì quá nóng lòng nên anh đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Tịnh yên, cô ấy sao rồi, cả hai không sao chứ? Tịnh yên như trực rơi nước mắt rồi đáp lời. Đứa trẻ đã không giữ được rồi, nó đã mất vì ngạt nước trước khi đến được đây. Đồng Hân đã mất máu quá nhiều, tôi đã cho truyền máu cấp cứu. Nhưng hiện tại cậu ấy vẫn hôn mê và không có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi, tôi... Tịnh Yên lại xúc động bật khóc và không thể nói thêm được điều gì cho tròn câu. Nhật Trung ở đối diện cũng không khá hơn. Một giọt nước mắt đàn ông đã thật sự rơi xuống đất. Mọi thứ xung quanh dường như đã vỡ hòa đau đớn khi hay tin dữ này. Nhưng rồi thứ cảm giác đau đến tê dại đó được anh cố nén lại. Anh nhìn tịnh yên rồi nhẹ giọng. Khi nào tôi mới được gặp cô ấy? Tịnh yên gạt ngang dòng nước mắt đang lăn dài trên má rồi trầm giọng. Cậu ấy vừa phẫu thuật xong nên cần ở lại theo dõi thêm 6 tiếng nữa. Anh ở đây cũng không làm gì, mau về nhà sắp xếp lại mọi việc đi. Tôi nghe dì Lâm nói, mẹ của tên khốn kiếp kia đã tỉnh rồi. Bác sĩ riêng của nhà anh đang ở đó, anh về đi. Tịnh Yên vừa nói xong, anh cũng quay đi một cách dứt khoát. Không phải vì lo lắng cho bà Lâm mà anh vội vã đến thế, mà chính là vì anh sực nhớ ở nhà mình đang có hai con người tàn độc bị giam giữ ở đó. Rất nhanh, chiếc xe bóng loáng kia đã đậu vào khoảng sân rộng rãi của căn biệt thự. Nhật Trung với nét mặt chẳng khác nào một vị thần chết đang đi thu những linh hồn của những kẻ tàn ác tiến thẳng vào trong. Thiếu gia, cậu về rồi. Cô Hân sao rồi? Đưa bé làm sao rồi hả cậu? thiếu gia cậu đi đâu vậy dì lâm vì nóng lòng nên liên tục hỏi chuyện anh nhưng đổi lại sự nhiệt thành đó là một khoảng không khi anh không nói bất cứ điều gì dì lâm thấy sắc mặt của anh không mấy tốt nên lại thôi và không dám hỏi thêm gì nữa anh cứ thẳng đường xuống nhà kho đằng sau mảnh sân mà tiến bước đi một khoảng xa thì đến một căn phòng rộng lớn bên trong có hai người đứng khác thấy anh đi tới hai kẻ ngoài cửa cũng cúi đầu chào hỏi thiếu gia Tiểu Hổ đâu? Dạ anh Tiểu Hổ đang ở bên trong canh giữ hai người họ. Mở cửa. Hai tên thuộc hạ nhanh chóng mở toang cánh cửa lớn. Anh với tâm tình không mấy dễ chịu và xài bước vào trong. Con đường vào trong tối om không một chút ánh sáng. Đến khi vào đến trung tâm căn phòng mới thấy được một chút ánh sáng lê lói của chiếc đèn tròn nho nhỏ được treo trên mái nhà. Tiểu Hổ là thuộc hạ thân cận của anh. Thấy anh đang vào trong thì chạy vội lại vào cúi đầu. Thiếu ra, tôi xin lỗi. Chát! Anh thẳng tay tắt mạnh vào một bên má tiểu hổ, khiến hắn quay ngót sang một bên. Thiếu gia bất giận, tôi đã biết lỗi rồi thiếu gia. Đồ phế vật, chuyện chỉ có bấy nhiêu mà cũng làm không xong, cậu có đáng chết không? Anh chút tất cả sự lo lắng, bực dọc và phẫn nộ lên tên thuộc hạ kia. Tiểu hổ cũng đã hiểu tính anh nóng này nên không dám giải thích chối tội thêm nữa. Nhật Trung lại rời ánh nhìn sang hai cô gái tưởng chừng như yếu ớt, nhưng thật ra là hai con rắn độc kia cả hai đang bị trói ngồi bệt ở dưới đất đăng tuyết có vẻ hoảng sợ đến phát khóc trong khi thiên an lại bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra anh đi đến và ngồi vào chiếc ghế ở giữa căn phòng rồi hạ lệnh tháo keo rắn miệng của bọn họ ra đi tiểu hổ không dám chậm trễ liền đi đến và giật phăng hai miếng keo trên miệng họ ra miệng đã được tự do đăng tuyết liền lập tức nói anh nhật trung anh nỡ đối xử với em như vậy sao chẳng lẽ anh không biết em đã yêu anh đến thế nào bao năm qua em vẫn như vậy tại sao anh mãi không chịu quay lưng nhìn về phía em chứ anh nghe xong mà cảm thấy ghê tởm với cái thứ tình yêu mà đăng tuyết vừa nói khóe môi anh nhấc lên một đường tuyệt mỹ rồi nói <laughs> yêu sao cô đừng có làm bẩn cái từ yêu đó tình yêu mà cô nói xin lỗi tôi đây không dám nhận nhật trung anh lại lạnh lùng với em như vậy sao tôi có bao giờ không lạnh lùng với cô đâu mà cô cứ nói như trước đây tôi tốt với cô lắm vậy Thiên An mặt tỉnh như tờ Nghe đang tuyết dở giọng cầu xin Liền lên tiếng Sao phải cầu xin anh ta Đăng Vương sẽ đến đây cứu chúng ta Em đừng có hạ thấp mình như vậy Đúng vậy Đăng Vương sắp đến rồi Nhưng tiếc là hắn không đến đây Mà là đến nhà giam bẩn thỉu hơn ở đây nhiều Đăng Tuyết được thêm một cú sốc Nên trừng mắt lên nhìn anh Anh vừa nói gì Anh hai tôi làm sao có thể Sao lại không thể? Việc Nhật Chung này đã muốn thì không việc gì lại không làm được. Các người từng người từng người một phải trả giá đắt cho những gì mình đã gây ra. Thiên An bây giờ như một kẻ điên, miệng nói huyên thuyên như một người đang trong cơn mộng mị. Đăng Vương, anh ấy đang chờ tôi ở bên ngoài, anh ấy không rời xa tôi đâu. Tên khốn kia, anh mau thả tôi ra, tôi phải đi tìm Đăng Vương, tôi phải đi tìm Đăng Vương, anh có nghe thấy không hả? Anh ấy đâu? Các người đã giấu anh ấy đi đâu rồi? Mau trả anh ấy lại đây cho tôi, mau trả lại đây. Nhật Trung, anh thật sự tàn nhẫn vậy sao? Anh thật sự muốn gia đình tôi tan nhà nát cửa anh mới hả dạ sao hả? Đừng mà anh, xin anh đừng làm vậy mà. Hai cô gái bây giờ, một kẻ khóc lóc la hét đến điên dại, kẻ còn lại chỉ biết dùng nước mắt hồng cầu xin sự thương xót của kẻ đối diện. Nhưng không, mọi việc làm của hai con người đó toàn là một thứ thừa thãi, đối với anh nó đã không còn chút tác dụng nào cả. Anh bây giờ như một diêm la vương đang hừng hực khí thế để dự án hai con người ngồi dưới đất kia. Thiên An, tôi nghe nói cô thích chơi trò lấy mạng kẻ khác lắm. Nghe nói cô hệ thấy người khác chảy máu thì tâm trạng sẽ rất vui phải không? Nhật Trung, mày mau trả lại đăng vương cho tao. Mày có nghe tao đang nói gì không hả? Mày trả lại anh ấy cho tao. Thiên An không quan tâm và cũng không còn biết anh đang nói những gì vì hiện tại trong đầu cô chỉ có đăng vương. Chỉ có một hình ảnh đăng vương mà thôi Nhật Trung cũng hiểu điều đó Nên cũng không muốn kéo dài thêm thời gian nữa Tiểu hổ Mang cô ta ra ngoài Lần lượt chặt đứt từng ngón tay bên trái của cô ta Bàn tay bên phải Cũng đã từng hành hạ đồng hân thì nghiền nát nó đi Miệng cô ta cũng chua ngoa lắm Chẳng thiện lành gì Cái lưỡi đó cũng không cần nữa Cắt luôn đi cho tôi Cứ để cô ta từ từ nếm trải cảm hứng Khi được nhìn chính máu của mình tuôn ra Chắc cô ta sẽ trào dâng khoái cảm đấy. Nhớ không được để máu chảy đến hết. Xong xuôi cứ mang cô ta đến đồn cảnh sát cùng với những tội chứng tôi đã tìm được. Tống cô ta cả đời phải vòng ngục dành cho kẻ điên đi. Dạ, thiếu gia. Thiên An vẫn không ý thức được chuyện gì sắp xảy ra với mình. Bị tiểu hổ dẫn đi mà miệng vẫn luôn gào thét. Trả đăng vương lại cho tao. Trả anh ấy lại cho tao. Ha ha, trả lại người cho tao. Tao sẽ giết sạch tụi bay. Tao sẽ giết hết lũ chúng mày." Bên ngoài vọng vào tiếng la hét lẫn tiếng cười điên dại của Thiên An, từng nhất dao chặt vào tay cô ta là một lần tiếng kêu thảm thiết vang vọng hết vào bên trong. Đang Tuyết nghe được những thứ âm thanh ghê tởm đó thì sợ đến sắp hồn siêu phách lạc, chân đang bị trói nên cô chỉ có thể nằm xuống, hy vọng lết người đến được chỗ anh đang ngồi. "Nhật Trung, em xin anh, đừng mà, anh tha cho em lần này đi được không? Em thật sự rất yêu anh." xin anh đừng đối xử với em như vậy mà nhật trung đăng tuyết gào khóc đến khan giọng nhưng điều đó lại một lần không có một chút tác dụng nào ngay lúc này cả tha sao hình như chưa lần nào cô chịu tha cho đồng hân cả cô biết hôm nay cô đã làm gì không cô có biết đứa bé trong bụng cô ấy là của ai không là của đăng vương đấy là của anh hai cô đấy nó là cháu ruột của cô cô có nghe rõ không vậy cô nói đi hôm nay cô đã làm gì cô đang làm việc khiến nhà họ đăng tuyệt tự đấy đăng tuyết không nghe nổi những gì mình đang nghe nữa cô không gào khóc như lúc nãy mà chỉ lắc đầu nguồi nguội không đâu không phải đâu đứa bé đó không phải nó không phải là dòng máu của nhà họ đăng không phải không phải phải hay không thì bây giờ cũng không còn quan trọng nữa vì nó đã chết rồi nó đã bị hai người các cô hại chết rồi không đâu không phải tôi không có tôi không giết người Tôi biết cô cũng rất chua ngoa đánh đá Cô vẫn luôn xem nhẹ người khác Vì cô nghĩ mình là tiểu thư Nhưng nay thời thế đã thay đổi Nhà họ đăng các người không còn gì nữa Cô chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân tầm thường Tôi thấy cô cũng đã lớn rồi Thôi thì tôi giúp cô Tìm một bến đỗ vậy có chịu không Không đừng mà nhật chung Tôi xin anh mà Anh nhàn hạ lấy điện thoại gọi cho một ai đó Vài giây sau giọng anh lại cất lên Ông Lý Lâu quá rồi không gặp Ông khỏe chứ? Thì ra là Trung Tổng, sao hôm nay rồng lại đi tìm tôm thế này? Ông Lý khách sáo quá rồi, tôi gọi để báo cho ông một tin mừng đây. Tin mừng gì mà lại khiến cậu sốt sáng đến như vậy? Tôi biết ông đã có những bốn người vợ rồi, nhưng mà ông vẫn muốn tìm thêm vài cô. Vậy đi, tôi đang có một người rất uy danh muốn tặng cho ông đây. Ông Lý là đối tác làm ăn của chuỗi Derin. Ông ta đã ngoài 50 tuổi, nhưng lại rất đam mê nữ sắc tuy vậy nhưng ông không một chút nương tình với bất kỳ nữ nhân nào bên cạnh vì ông có tiền nên ông luôn tự cho mình cái quyền ngược đãi kẻ khác và thú vui lớn nhất của đời ông là ngược đãi nữ nhân bên cạnh mình hôm nay nếu đăng tuyết rơi vào tay ông lý thì xem như cả đời chỉ có thể làm nô lệ muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong chính vì thế khi nghe nhật trung nói có người muốn tặng ông ta lại hớn hở không biết là trung tổng muốn tặng ai cho tôi đây mà thần bí quá là Đăng Tuyết, em gái duy nhất của chủ tịch Đăng Vương, như vậy có xứng tầm với ông không? Đối với thân phận này của Đăng Tuyết, chắc chắn ông ta sẽ vui vẻ mà chấp nhận, vì hơn ai hết, ông ta là một kẻ trọng sĩ diện. Việc nhà họ Đăng táng ra bại sản hiện vẫn chưa được công khai ra ngoài, thế nên sau khi Đăng Tuyết về đó, tin tức sẽ công khai và dĩ nhiên, kết cục của Đăng Tuyết khi không còn một chút danh phận nào sẽ thảm bại như một kẻ hèn mọn. Được được lại có mối tốt như vậy sao trung tổng cậu cho tôi thật à lời của tôi nói ra chắc như đinh đóng cột nếu mà không tin thì ngay bây giờ phiền ông đến nhà tôi một chuyến tôi sẽ tận tay ra cô ta cho ông được được tôi đến ngay cậu nhớ lời vừa nói đấy tôi đến ngay đây cúp máy một nụ cười nham hiểm lại xuất hiện trên gương mặt tuấn mỹ còn thân ảnh nhỏ bé đang sướt mướt dưới đất bây giờ lại chẳng nói được gì ngoài lời cầu xin tha mạng không đợi quá lâu trong vòng 2 giờ đồng hồ, ông Lý đã có mặt tại phòng khách biệt thự Nhật Trung. Anh nhàn nhã ngồi vắt chéo chân, uống một ngụm trà đắng chát. Ông Lý vào đến cung kính cúi đầu chào rồi ngồi ngay cái ghế bên cạnh anh. Vẻ mặt nôn nóng gặp nữ nhân của ông ta khiến Nhật Trung cười thầm trong bụng. Trung Tổng, tôi đến đây rồi, cậu giao người ra được rồi đấy. Ông Lý vào thẳng vấn đề luôn sao? Ông vẫn như ngày nào, không có chút cân nhẫn gì cả. Ấy, trung tổng cứ đùa tôi. Bình thường là công việc, đương nhiên là tôi không thể gấp gáp được rồi. Nhưng hôm nay lại là chuyện khác. Nữ nhân thì ai mà không thích chứ, có đúng không? Lão Lý vừa nói vừa cười khoái chí đến tít cả mắt. Anh cũng nhuền cười lấy lệ rồi ra lệnh. Tiểu hổ, đưa cô ta ra đây. Dạ, thiếu gia. Trong lúc chờ lão Lý đến, anh đã sớm lệnh cho dì Lâm tắm rửa sạch sẽ cho đăng tuyết, rồi thay một bộ váy mới đẹp mắt đầu tóc cũng được chải chuốt gọn gàng lịch sự. Tiểu hổ dẫn người từ phía sau nhà đi lên, lão lý những người lên nhìn mà cặp mắt sấp rơi ra ngoài. Mỹ nhân, đúng là mỹ nhân rồi, nghe danh phó giám đốc đăng tuyết đã lâu mà bây giờ mới được gặp mặt. Trung Tổng à, cậu quá khách sáo với tôi rồi. Ông thích chứ? Thích, thích, tôi đương nhiên là thích. Nhưng mà sao cậu nỡ trói lại, còn dán miệng mỹ nhân như thế kia, Cậu đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà. Đăng tuyết được đưa lên đến nơi, lão Lý không còn khách sáo nữa. Lão ta đi đến nâng cầm cô xoay ngang xoay dọc, ánh mắt cùng lúc lướt lên từng thức da thịt trên người cô, miệng không nhừng chem chép nút nước bọt. Đăng tuyết vì chứng kiến vẻ thèm thuồng của lão giả nhăn nhúm trước mặt mình mà hoảng sợ và không ngừng la hét. Vì miếng băng keo dán miệng không cho phép âm thanh to lớn nào phát ra, vì thế chỉ bất lực mà chảy ngược vào trong. Xong việc, Nhật Trung liền đứng lên, nói qua loa vài lời với lão Lý rồi rời đi ngay. Nếu không chói, thì ông nghĩ cô ta có chịu đi theo ông không? Tôi biết ông còn thắc mắc nên tôi nói luôn. Đăng Vương hiện đang vướng vào một số việc không mong muốn, nên tạm thời việc gà đăng tuyết cho ông sẽ do tôi phụ trách. Ông muốn đãi tiệc cũng được, muốn đưa cô ta đi mà không cần danh phận cũng được. Tóm lại về việc này, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ thì ông đưa cô ta về đi, tôi còn có việc tôi đi đây. Trung Tổng, tôi cảm ơn cậu đã đưa một mỹ nhân như vậy cho tôi. Cậu có việc thì cứ đi đi, cô ấy cứ để tôi lo. Anh không nhìn lại cô lấy một cái mà bước đi khỏi biệt thự. Anh đi khỏi đó, lão Lý cũng dắt tay cô đi ra xe mình rồi lái đi mất. Đang tuyết sợ hãi nhưng không thể nói được gì, khóc cũng không thành tiếng. Không muốn đi nhưng đôi chân lại không thể dừng. Cảm giác đó nó hoảng loạn, bất lực và nó đau khổ như thế nào, Chắc bây giờ cô đã được nếm đủ hết cả rồi. Trên lầu, bác sĩ riêng vẫn đang ở trong phòng bà Lâm. Bà Lâm đã tỉnh nhưng thần trí mơ hồ. Đầu chấn thương nặng nên có lẽ nhất thời bà không nhớ được gì. Cũng có thể cả nửa đời người còn lại bà cũng chẳng thể nhớ được nữa. Dì Lâm từ bên ngoài đi vào, bác sĩ cũng vừa hay đang đi ra. Gặp dì Lâm ngoài cửa, bác sĩ tiện thể thông báo tình hình bệnh nhân cho dì biết sơ qua. Bà ấy đã tỉnh nhưng phản ứng không linh hoạt có thể vì bà ấy đã hôn mê quá lâu, đầu lại va đập quá mạnh, cộng với tuổi tác đã cao nên có thể trí nhớ sẽ không phục hồi lại được. Tay chân bà ấy bị tê cứng, cần phải có thời gian tập luyện lại mới có hy vọng đi đứng được như xưa. Việc bà ấy không nói được cũng không sao, vì lâu quá rồi thanh quản không được hoạt động nên tạm thời sẽ có hiện tượng không phát ra âm thanh. Mọi người cần chú ý, đối với bệnh nhân đang mắc phải nhiều triệu chứng tê liệt như vậy thì cần phải được quan sát kỹ lưỡng. Tránh trường hợp bệnh nhân bị bức bí về mặt tâm lý dẫn đến những hậu loạn đáng tiếc sẽ xảy ra. Dì Lâm nghe xong cũng gật đầu và đưa tay ý tiễn bác sĩ ra về. Tôi hiểu rồi, phiền ông ở đây lâu như vậy thật ngại quá, để tôi tiễn ông xuống dưới. Đừng khách sáo, đây là nhiệm vụ của tôi, dì ở đây chăm sóc bà ấy đi, tôi tự đi được rồi. Dạ, vậy phiền bác sĩ rồi. Ở phòng hồi sức tích cực khoa hậu sản đồng hân đang nằm im bất động bên trong một căn phòng trắng muốt xung quanh còn gắn nhiều máy móc theo dõi sự sống những tiếng kêu tít tít từ đó vang lên nghe rất đều tai anh đứng ở đó đứng ngoài bức tường kính nhìn cô đôi mắt mang một màu hổ phách bây giờ lại ươn ướt tự như ngấn lệ sắp tràn đồng hân em phải cố gắng lên xin em đừng bỏ rơi tôi một mình nếu được tôi sẽ nguyện lấy mạng mình đổi lấy mạng cho em dùng tất cả sự may mắn tôi có được trao tặng hết cho em em chỉ đừng rời ra tôi có được không thâm tâm anh đang gào thét những lời lẽ nghe đau thấu tâm can tim anh bây giờ đang dần vỡ vụn thành những mớ điêu tàn khi tận mắt chứng kiến người con gái mình yêu nằm bất động ở trước mắt mà bản thân lại chẳng thể làm được gì anh làm nhiều việc như vậy chỉ hy vọng lấy được cái gọi là công bằng cho cô nhưng khi việc đã thành công mỹ mãn thì cô lại nằm đó không chút ý thức nhìn cô xanh xao yếu ớt nằm đó từng thứ thịt trên người anh đều cảm thấy đau. Đến hơi thở phả ra, nó cũng buốt rát và khó chịu. Bảy ngày sau, Đăng Vương vì chứng cứ đã xác thực nên bị tạm giam chờ ngày xét xử. Nhật Trung vẫn còn động lại chút tình cảm thân hữu nên yêu cầu phía cảnh sát cho anh được giam ở một phòng riêng biệt lập. Những ngày qua, tinh thần anh xa sút đến kiệt quệ, cơm ngày ba bữa nhưng anh chỉ động đũa một bữa. Mới vài ngày ngắn ngủi nhưng trông anh đã như một cái xác không hồn. Người anh gầy gò sơ xác, dầu tóc dài ngoằng, gương mặt phờ phạc không còn một chút sức sống. Anh ngồi thu mình trong một góc phòng giam, Trường ấy ngày không một ai đến thăm hỏi, anh cũng không có ý định muốn gặp ai. Ngay cả luật sư đến bảo chữa cho anh, anh cũng không muốn gặp. Khi được hỏi đến yêu cầu về quyền lợi cuối cùng, anh chỉ có một thỉnh cầu rằng muốn gặp Nhật Trung. Chẳng biết Nhật Trung có chịu gặp anh không, nhưng bảy ngày trôi qua, một chút tin tức về Nhật Trung cũng không có đang mải suy nghĩ về nhiều chuyện trong quá khứ, cánh cửa phòng giam chợt bật mở. Ánh nắng bên ngoài dọi chiếu vào căn phòng nhỏ tối om khiến anh trói mắt mà đưa tay che bớt đi. Viên cảnh sát lúc này mở cửa lên tiếng. Nghi phạm Đăng Vương, người anh yêu cầu gặp đã đến, anh mau ra ngoài gặp đi. Nghe vậy, anh liền thả tay xuống rồi đứng dậy, vẻ mặt không chút bất ngờ mà lãnh đạm đi ra ngoài cùng viên cảnh sát. Trong phòng chờ, Nhật Trung đã cởi bỏ áo vest bên ngoài, tiện tay nới lỏng chiếc cà phạt rồi tựa lưng vào ghế ngồi chờ đăng vương từ đầu đến cuối anh vẫn luôn giữ một thái độ lạnh lùng khi đối mặt với đăng vương thế nhưng bây giờ cánh cửa bên trong được mở ra một chủ tình lịch lãm của chuỗi The rin từng mang trên người nhiều món đồ hoàng hiệu trị giá hàng nghìn đô la nhưng giờ đây hắn ta lại phải khoác trên mình bộ đồng phục tù nhân màu cam trói mắt đôi mày nhật trung khẽ nhau lại và thương xót cho bạn mình có lẽ sự nhẫn tâm mà anh cố rèn luyện bấy lâu nay Nó vẫn không đủ để sử dụng trong trường hợp này Đăng Vương ngồi xuống ghế đối diện anh Cả hai bây giờ đang ở rất gần Nhưng lại cách xa ở một tấm kính dày cộm nhấc điện thoại ở cạnh áp lên tai nghe Nhật Trung là người lên tiếng trước Tìm tôi sao? Đăng Vương vẫn một vẻ bình lặng như mặt hồ Lời nói nhẹ nhàng không chút trọng lực vang lên trong điện thoại Sao lại hại tôi? Cậu nghĩ xem, là vì Đồng Hân sao?" Nhật Trung cúi mặt, hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng dối ren hiện giờ. Thấy Đăng Vương bị trừng phạt đến sơ xác thế này, rõ ràng trong lòng anh cũng cảm thấy rất xót xa và khó chịu, nhưng một lần nữa, anh lại phải làm lơ để những kẻ lầm lỗi phải tự gánh hậu quả của chính mình. "Cũng không hẳn vì Đồng Hân, tôi chỉ muốn cậu hiểu được cảm giác bị oan là như thế nào. Sự thật là bản thân không làm sai, nhưng mọi tội chứng lại cứ đổ dồn lên đầu cậu." mà bản thân cứ bất lực không thể minh oan. Cậu đã hiểu cảm giác này rồi chứ? Chỉ vì muốn tôi hiểu cảm giác này mà cậu lại một bước đẩy tôi vào trốn lao tù sao? Tôi không ngờ cậu nhẫn tâm hơn tôi nghĩ nhiều quá. Tôi đang làm theo cách mà cậu đối với đồng hân. Tôi đã cảnh báo cậu ngay từ đầu rằng cô ấy vô tội. Tôi đã bảo cậu phải chờ tôi điều tra và làm sáng tỏ mọi việc rồi hãy quyết định. Nhưng rồi sao? Cậu không những không nghe mà còn trói buộc cô ấy vào cái lồng giam mang tên hôn nhân. Cô ấy bị hiểu lầm cũng không nói được Bị ức hiếp Bị đối xử tệ bạc cũng không thể kêu than Điều đó giống như những gì cậu đang phải gánh chịu như bây giờ Bị oan Nhưng không thể nói Bị bó buộc ở chốn lao tù mất hết sự tự do Cậu hiểu cảm giác đau khổ đó rồi chứ Đăng vương đã không thể mạnh mẽ Như dáng vẻ bên ngoài được nữa Anh cúi gằm mặt Đôi vai run run như đang khóc Đến cuối cùng Nhật Trung lại nghe rõ tiếng thở dài nghẹn ngào từ phía Đăng Vương. Có lẽ sự dồn nén uất ức những ngày qua đến bây giờ mới được bung tỏa khiến một người đàn ông chấp thuận rơi nước mắt trước mặt người khác như thế không gian chìm vào khoảng lặng được vài phút thì đăng vương mới bình tĩnh nói tiếp thật ra tôi đã nhận ra đồng hân bị oan khất từ lâu nhưng tiếc là mọi thứ tôi nhận ra quá trễ để rồi nhiều chuyện khuất tất xảy ra sau đó quá nhiều tôi biết thiên an có bệnh tâm lý nặng khiến cô ấy luôn bị ảo giác rằng sẽ mất tôi vốn dĩ tôi và thiên an đã không còn gì từ lâu nhưng dù sao, cô ấy cũng không còn ai để dựa dẫm trên đời, nên tôi không thể nào bỏ mặc cô ấy. Đúng, mọi việc là tôi sai, rõ ràng tôi đã động lòng với Đồng Hân, nhưng tôi lại dây dưa không dứt với Thiên An để kết cục bây giờ khó coi đến thế. Hôm nay biết được sự thật vì sao cô đối xử với tôi như vậy thì tôi đã mãn nguyện rồi. Dù gì thì cậu và cô ấy cũng đã có con với nhau, tôi không còn trách cậu và cô ấy nữa. Tôi thành tâm chúc hai người hạnh phúc. Còn nữa, nếu mẹ tôi thật sự ở chỗ cậu Thì cậu có thể giúp tôi chăm sóc bà ấy không Đợi khi tôi ra khỏi đây Tôi sẽ báo đáp ân tình này cho cậu Nghe từ hai đứa bé Được phát ra từ miệng Đông Vương Nhật Trung bỗng nhiên lại cười chua xót Con của tôi và cô ấy sao <laughs> Cậu lại làm tôi nực cười nữa rồi Chẳng phải cậu đã ra lệnh cho Đăng Tuyết Giết chết đứa nhỏ rồi sao Nhưng cậu biết không Đó không phải là con của tôi và cô ấy Đứa bé đó là con của cậu đứa bé sắp được chào đời, cậu sắp lên chức ba. Vậy mà đứa bé lại bị chính ba ruột của nó chủ mưu giết hại. Bị chính cô ruột của nó bức chết khi chỉ còn cách ngày sinh vài tuần nữa thôi. Đôi mắt đỏ ngầu của Đăng Vương lại trợn tròn kinh ngạc. Lại thêm một câu chuyện đả kích khiến tâm tình anh ngày càng chịu nặng tựa mỏ neo. Cái mỏ neo đó đang dần kéo gỉ anh xuống mặt biển. Nơi đó tối tăm lạnh lẽo, đáng sợ mà không có lấy một điểm bấu phiếu nào cả. Cảm giác này nó chơi vơi và đau đớn quá Cậu nói sao Cô ấy Cái thai đó là con của tôi Tin hay không thì là tùy ở cậu Cô ấy đã yêu nhầm cậu những 7 năm như thế Cậu nghĩ cô ấy có thể dễ dàng ngã vào lòng tôi sao Cậu đúng là một kẻ ngu si Tiếc thay cho cậu là một nam nhân chân chính Bây giờ Cậu gặp thì đã gặp rồi Hỏi cũng đã hỏi rồi Tôi không còn gì để nói với cậu nữa Cậu cứ yên tâm và ở đây Nhận lãnh hình phạt mà cậu đáng phải nhận đi Tôi đi trước Nhật Trung gác máy dứt khoát Vừa lấy chiếc áo vét đang vắt ở sau ghế rồi đi ra ngoài Để lại một đăng vương trong phòng chờ Và khóc than như một đứa trẻ Giờ thì anh đã hiểu rồi Anh hiểu những nỗi đau khổ Những nỗi oan khất mà cô phải chịu rồi Tiếc là mọi thứ đã muộn Bây giờ có hối hận thì cũng chỉ một mình đối mặt với bốn bức tường vắng mà thôi. Ở trại giam tâm thần dành cho tù nhân nữ, Thiên An với hai bàn tay còn chưa lành miệng vết thương đang ú ớ lên thảm thiết. Cô bị giam chung với hai kẻ điên khác trong phòng giam. Hai người bạn tù kia, tình trạng cũng chẳng khá hơn cô là bao. Ai nấy đều điên tiết, ăn nói ngu ngơ và không còn ý thức được gì. Thiên An không còn phát ra được câu nói nào. Những tiếng ú ớ tận sâu trong cổ họng cô cũng như đang gào thét gọi tên Đăng Vương. Vừa hét, cô vừa đập tay lên song sắt. Cô như không còn biết đau nữa, Đôi tay lại dứa máu mãi không thể lành nổi Cũng vì ngày nào cô cũng gào rồi đập tay như thế Hình phạt trong nhà giam bản thân là một tù nhân Có lẽ nó sẽ đi theo cô suốt quãng đời còn lại Đây xem như là một bản án tử Một thứ quả báo đích đáng và thích hợp nhất dành cho cô Nhật Trung quay lại bệnh viện Ngồi trong phòng bệnh của cô Nhẹ nhàng từng động tác lau tay, lau chân cho cô Miệng anh lại thỏ thẻ trò chuyện cùng cô Mặc dù cô vẫn chưa tỉnh lại Em thật không ngoan chút nào cả, ngủ lâu như vậy cũng không chịu dậy. Em định như vậy mãi để được tôi chăm sóc đúng không? Em đang thử thách tôi đúng chứ? Nếu thật là như vậy thì xem như em thắng rồi đấy. Tôi thật sự sợ em rồi, tôi sợ mất em, càng sợ em ở gần bên nhưng lại cứ xa cách thế này. Thư ký Ngô ở bên ngoài gõ cửa, đặt tay cô xuống vào trong chăn, anh đi ra ngoài nói chuyện, chứ không nói ở đây vì sợ làm phiền cô. Cả hai ra sát khu vực lan can Thư ký ngô lúc này mới lên tiếng Chủ tịch Cô Hân cứ mê man như vậy Anh không định chuyển cô ấy đi nơi khác nữa chữa trị sao Tâm y là bệnh viện uy tín nhất thành phố y này rồi Tịnh Yên cũng đã nói cô ấy vì sốc Nên mới tạm thời không tỉnh lại Tôi nghĩ chỉ cần tôi bỏ thêm thời gian Ở bên cạnh cô ấy Thì cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi Anh định không cho mình thời gian nghỉ ngơi sao Anh ôm hết bao nhiêu việc như vậy Liệu có ổn không Cô đến đây không chỉ để hỏi tôi chuyện này chứ? Thư ký Ngô vì quá lo cho sức khỏe của anh nên mới nóng lòng như vậy, bây giờ anh một mình lo cho biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu việc, sức khỏe ai cũng có giới hạn, anh làm như vậy chỉ tội tổn hại sức khỏe của mình thêm thôi. Nhưng anh đã gạt ngang chuyện sức khỏe nên cô cũng không còn lý do nào để nói thêm. Thưa không, tôi đến để báo với anh, luật sư mà anh cho mời để báo chữa cho Đang Vương đã bị anh ta từ chối rồi. Anh ta đã ký vào biên bản nhận tội và ghi chú rằng không cần luật sư bào chữa. Nghe vậy anh lại nhíu mày. Thật không ngờ Đăng Vương lại dễ dàng buông xuôi như vậy. Nếu không có luật sư bào chữa, cũng không ai chạy án. Có lẽ mức án mà Đăng Vương phải nhận, có lẽ sẽ không dưới 8 năm tù giam. Cô có gặp cậu ấy chưa? Tôi có vào chạy giam và muốn hỏi anh ta là vì sao không chịu nhận luật sư. Thế nhưng anh ta không chịu gặp tôi. Vị quản sự chỉ thay mặt anh ta nói với tôi rằng anh ta chấp nhận hình phạt này để giúp bản thân chuộc lại một số lỗi lầm trong quá khứ, nhất là với đứa con vừa mới mất và đồng hân. Nếu là như vậy thì đừng nên xen vào chuyện này nữa, cứ xem như cậu ta đang thi hành án vì lương tâm đi. Chuyện Đăng Vương đã xong, thư ký Ngô lại nói thêm việc khác. Còn bà Lâm, bà ấy có vẻ hồi phục khá tốt, tôi đã giúp anh thuê hẳn bác sĩ về nhà và chăm sóc cho bà ấy. Anh định sẽ để bà ấy ở đó luôn sao? Thời gian này thì cứ tạm thời như vậy đi. Tuy bà ấy khi trước cũng không có mấy phần thiện tâm, nhưng bây giờ bà ấy cũng già lại mang bệnh nặng như vậy. Tôi cũng không nhẫn tâm đến nỗi vứt bỏ một kẻ chẳng còn gì như bà ấy. Còn chuyện gì nữa không? Thưa không, vậy tôi trở về khách sạn xử lý vài việc trước đây. À đúng rồi, chuyện đưa bé tôi đã ăn bài giúp anh rồi. Nó đang được lập bàn thờ phụng ở nhà tang lễ. Chuyện này anh có định nói với cô Hân không? Chỉ cần cô ấy tỉnh lại thì mọi chuyện xem như là một bước khởi đầu mới. Bất kỳ một chuyện gì liên quan đến quá khứ, bất cứ ai cũng không được quyền nhắc tới. Còn chuyện đưa bé, cứ để tôi lựa lời nói với cô ấy sau. Dạ, vậy tôi đi làm việc đây. Tại nhà họ Lý, trời vừa nhá nhem tối, ông Lý đã hai tay cặp kè hai người con gái yểu điệu thướt tha, nhưng phong cách lại hở hang thiếu vải. Họ cùng dìu gã đàn ông già và mập mạp kia đi lên lầu. Đăng tuyết với thân hình tiều tụy, Quần áo trên người chẳng khác nào họa nhân đang phải cúi mặt mang mâm trái cây lên phòng để phục vụ họ. Mới đầu, khi lão ta mang cô về đây, lão còn rất nâng niu và chiều chuộng cô. Ngoại trừ những tình nhân trước của lão liên tục kiếm chuyện với cô ra thì mọi thứ đều khá tốt. Đến khi báo chí phanh phui ra tin nhà họ đang tán ra bại sản cùng với việc đăng vương là tội phạm kinh tế, khiến cuộc sống cô rơi vào ngõ cụt. Ngày ngày, cô phải làm việc quần quật như một kẻ ăn người ở trong nhà đêm đến lại phải làm công cụ ấm giường cho lão ta. Từ dạo đó, cô mới thấu hiểu được thú tính ngầm của lão. Một lần ân ái của lão, có khi đến tận bốn cô gái thay nhau phục vụ. Lão còn biến thái đến mức rất thích ngược đãi nữ nhân khi đang lâm trận. Hết đánh rồi lại đấm, hết roi ra rồi thì dây nịt. Chính cô cũng đã hai lần nếm trải những lần roi ngang dọc giải đầy khắp người. Có lần cô còn ngất xỉu giữa trận tưởng chừng như sắp mất mạng đến nơi đợi ba người bọn họ vào phòng một lúc cô mới dám đến gõ cửa vào trong bên trong căn phòng rộng lớn tối đen chỉ có một vài ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy ở phía giường lớn cô không dám nhìn thẳng vào trong nhưng phạm vi tầm nhìn của mình cô vẫn có thể thấy được ba thân ảnh đang lõa thể quấn lấy nhau trên giường đi ngang qua đó tim cô lại thình thịch nhảy nhót loạn xạ cô không dám nấn ná ở lâu nên đặt vội đĩa trái cây xuống bàn phía góc phòng rồi nhanh chân trở ra Thế nhưng trong cuộc sống lại chẳng có mấy khi suôn sẻ như mình nghĩ. Cô vừa đi đến cạnh giường thì giọng nói ma mãnh của lão cũng vang lên. Đứng lại đó, tôi đã cho cô đi chưa mà cô dám im lặng rời khỏi như vậy. Đăng tuyết, tay chân lại run lầy bẩy. Không biết từ bao giờ cô lại sợ bóng đêm lập lòe ánh sáng. Từ khi nào cô lại sợ khi bước chân vào căn phòng này. Xin lão tha cho tôi. Tôi, hôm nay tôi không khỏe, xin tha cho tôi đi được không kẻ hèn mọn như cô mà cũng có quyền không khỏe sao lại muốn chối việc hả hai cô còn trơ mắt ra đứng nhìn hả còn không mau mang cô ta đến đây cùng phục vụ tôi lại muốn ăn đòn cả đám có đúng không dạ em nghe rõ rồi lão gia hai cô gái thân hình nóng bỏng vì không một mảnh vải che thân nhanh chân đi đến chỗ cô đang đứng người thì cởi phăng chiếc áo kẻ thì lột sạch những thứ vướng víu trên người cô Đăng tuyết hoảng loạn lại hét lên cầu xin trong tiếng nức. Lão Lý, xin ông tha cho tôi, tôi không chịu nổi nữa đâu. Tôi xin ông, làm ơn đừng đối xử với tôi như vậy nữa mà. Tôi xin các cô, xin hãy tha cho tôi, đừng mà. Lão Lý về tiếng la thất thanh của cô làm cho mất hứng, nên giận dữ kéo sợi dây nịt kế bên rồi quất chân chát vào người cả ba cô gái. Dám làm tao mất hứng sao? Dám cãi lệnh tao sao? Tụi bay chán sống hết rồi à? Để tao coi tụi bây có chịu ngoan ngoãn phục vụ tao không? Tiếng dây nịt quất liên hồi lên da thịt các cô gái. Họ khóc la thảm thiết và cầu xin tha mạng. Rồi tự động lết thân mình đến lần lượt phục vụ lão ta để tránh trận đòn soi làm đau thể xác. Trước đây, cô luôn đối với Đồng Hân như một kẻ hầu người hạ, mặc cho Đồng Hân chẳng làm gì nên tội. Hiện tại, chính bản thân cô lại rơi vào cảnh thảm hại hơn cả Đồng Hân khi đó. Đến giờ cô mới hiểu cái giá cho sự nhẫn tâm với người khác nó đắt giá đến như thế nào. Nhưng cũng như Đăng Vương, khi cô nhận ra sai lầm thì mọi thứ đã quá muộn. Vào một ngày nắng nhẹ nhàng dễ chịu, mây trời cũng xanh tươi trong trẻo. Nhật Trung lại mang một đóa hướng dương đến và cắm vào bình hoa trên tủ đầu giường cô. Đặt một nụ hôn lên chán cô, anh ngồi xuống bên cạnh và nằm lấy tay cô rồi khẽ nói. Đóa hướng dương thứ 36 rồi đấy, mỗi ngày tôi đều thay một bó hoa khác cho em vậy mà lâu như thế rồi em vẫn không chịu tỉnh lại nhìn tôi lấy một lần em còn muốn tôi chờ bao lâu nữa đây em có biết em cứ như thế này thì lòng tôi sẽ chết lặng theo em từng ngày không anh nhìn như xoáy sâu vào đôi mắt đang nhắm nghiền kia như đang đợi một điều gì kỳ tích nào đó xảy ra nếu như đôi mi tâm kia ngay bây giờ có thể hé mở thì có lẽ một nam nhân như anh sẽ lần nữa rơi lệ vì xúc động mất trên đời này, mọi lời thỉnh cầu thành tâm từ cõi lòng đều sẽ được đáp đền vào một ngày gần nhất. Điển hình như hiện tại, có lẽ ông trời đã nghe thấu lòng anh nên ban cho anh một phép màu. Những ngón tay thon thả nhỏ nhắn của cô đang dần lay động trong lòng bàn tay anh. Anh như cố đang nằm mộng và cố nhìn rõ lại một lần nữa, và đúng là thật sự, những ngón tay của cô đang dần dần cử động. Anh mừng rỡ đến quên mất sự bình tĩnh vốn có và chạy ngay ra ngoài tịnh yên tịnh yên cô đâu rồi đồng hân tỉnh rồi cô ấy đã tỉnh rồi cô mau vào xem đi tịnh yên đang ở trong phòng trực nghe thấy tiếng gọi thất thanh của nhật trung khiến cô cũng cuống quýt lên theo vớ vội lấy ống nghe rồi cô quay lại bảo một vị y tá cô mau đẩy xe thuốc đến phòng đồng hân nhanh lên cô y tá vội vàng xem sơ qua xe thuốc rồi để chạy theo sau hai người họ đến nơi tịnh yên kiểm tra sơ lược hết các vấn đề cơ bản của cô tình trạng cô đã thật sự trở về trạng thái bình thường, biểu đồ trên máy móc cũng không vấn đề gì nữa. Tịnh Yên mừng đến rơi nước mắt, bàn tay lại run run và sờ lấy mặt cô. Đồng Hân, cậu có nghe tớ nói không? Tớ biết là cậu đã tỉnh rồi, mau mở mắt ra nhìn tớ đây này. Tớ là Tịnh Yên, tớ đang ở với cậu đây. Đôi mi cô, nó như đang đeo chỉ nên nặng chịu. Cô nghe thấy được tiếng gọi của mọi người nhưng lại không thể mở mắt. Ngón tay cô đã có thể cử động Đầu óc cô đã có thể tua ngược lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi cô hôn mê. Cô đang đi lên lầu, bỗng nhiên Thiên An và Đăng Tuyết chợt nắm lấy cô giật mạnh. Cảm giác đau buốt toàn thân kéo đến, bụng cũng đau từng cơn không thể tả. Cô có thể cảm nhận được một thứ chất lỏng chết chóc nào đó đang chảy ra khỏi người mình. Con cô, đứa trẻ của cô, nó đâu rồi? Cô đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ chỉ toàn là một đứa trẻ còn đỏ hòn. Vậy mà nó còn biết nói, nó gọi cô là mẹ Nó cười với cô rất đáng yêu Rồi bỗng dưng nó lại biến mất Cô đã cố níu tay với theo Nhưng nó lại hóa thành một làn khói trắng Rồi biến mất dạng Cô đã gào khóc Đã gọi theo đứa trẻ kia rất lâu Vậy mà nó vẫn biến mất biệt tâm Đến một cái chào cô Nó cũng không có Mờ đến đó Khóe mắt cô lại trực trào hai dòng nước mắt Tịnh Yên đưa tay lau nó đi rồi lại nói Đừng khóc Là tớ đây Cậu tỉnh dậy đi, mở mắt ra nhìn tớ xem nào. Bên tai cô vang vẳng tiếng gọi ra giết của tịnh yên, nhưng trong giấc mơ cô lại thấy mập mờ hình bóng của đứa trẻ kia. Nó lại đang cười với cô, cái môi nhỏ trúng chím của nó đang mấp máy. Dường như nó đang muốn nói với cô điều gì đó. Con nói gì con yêu, con đang muốn nói gì. Con đừng đi, đừng bỏ lại mẹ một mình. Xin con đấy, con đừng đi mà cô vẫn đang cố gắng lắng nghe để hiểu những gì đứa bé đang nói. Đứa bé nói luyên thuyên một lúc, rồi cô mới ngầm hiểu ra được lời của con. Mẹ, mẹ quay về với ba Trung mẹ nhé. Tiểu Trung phải đi rồi. Mẹ nhớ Tiểu Trung thì nhìn rõ Tiểu Trung một lần nữa rồi thôi. Qua hết hôm nay, mẹ hãy quên Tiểu Trung đi nhé. Ba Trung đang đợi mẹ kia, mẹ đừng ngủ nữa. Thời gian qua, Tiểu Trung đã ở cùng mẹ đủ rồi. bà Trung rất tốt, bà sẽ bảo vệ cho mẹ thôi tiểu trung không thể ở lại thêm nữa tiểu trung đi đây ở một nơi nào đó tiểu trung sẽ luôn dõi theo ba và mẹ mẹ nhớ đừng khóc mẹ khóc thì tiểu trung sẽ đau lòng đấy tiểu trung yêu ba mẹ nhiều lắm tiểu trung cô hét lớn tên đứa trẻ rồi bừng mở mắt tịnh yên cùng nhật trung thấy vậy cũng giật mình xúc động tịnh yên cúi xuống ôm lấy cô rồi òa khóc như một đứa trẻ cậu tỉnh rồi cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi cậu đừng bao giờ dọa tới nữa, xin cậu đừng bao giờ dọa tới nữa. cô nghe lời tịnh yên đang than khóc trên người mình, nhưng đôi mắt cô lại chừng chừng nhìn lên trần nhà trắng xóa. tiểu trung như vừa mới ở đó mà giờ đây cô lại chẳng thấy gì nữa. thoáng chốc đôi mắt trong trẻo kia lại nhuộm sang một màu đỏ rồi đẫm lệ. nhật trung đi đến xoa lấy đầu cô mà giọng xúc động đến nghẹn ngào. em tỉnh rồi, em nhìn thấy tôi không? tôi đang ở đây với em, em đừng làm tôi sợ. Bàn tay cô dần sơ lên như muốn nắm lấy tay anh. Anh hiểu ý và nắm chặt lấy tay cô như sợ buông lỏng cô sẽ biến mất. Cô nửa tỉnh nửa mê rồi òa khóc. Tiểu Trung đi rồi, nó rời bỏ em thật rồi. Tịnh yên, con tớ nói lời tạm biệt với tớ. Nó bỏ tớ đi rồi tịnh yên, làm sao đây? Tớ biết làm sao đây tịnh yên? Cô nói trong tiếng khóc thảm thiết khiến tịnh yên cũng khóc theo không dứt. Nhật Trung cô nén xúc động mà nắm chặt tay đến nỗi nổi gân xanh. Tịnh Yên lau đi nước mắt giúp cô, rồi cố chấn an cô bình tĩnh lại. Đồng Hân, nghe từ nói này, có lẽ đứa trẻ đã đi đến một nơi khác xinh đẹp hơn rồi. Cậu đừng có như vậy nữa, nó sẽ không yên lòng đâu. Nghe tớ bình tĩnh lại nào, hít thở đều đi. Cậu đừng có như vậy nữa, ổn định tâm trạng lại nào Đồng Hân. Vừa dứt câu, tiếng khóc của cô cũng đột ngột im bặt. Cô nhìn sang Tịnh Yên, rồi lại nhìn Nhật Trung vội vàng nói: đúng. Tớ không được đau lòng Tớ không được khóc Tiểu Trung nói tớ khóc Thì nó sẽ rất đau lòng Tịnh Yên nhìn sơ qua ánh mắt Nhật Trung Thì hiểu bây giờ tâm tình anh dối rắm như thế nào Cô rời khỏi người đồng hân Rồi nhường lại không khí này cho hai người Anh ở đây với cậu ấy đi Có lẽ cậu ấy đang rất cần anh đấy Nói xong Cô và cô y tá cùng đi ra ngoài Anh ngồi lại bên cạnh cô Sờ lên gương mặt đã ốm hóp đi của cô rồi nói Em đừng có dọa tôi nữa Có biết không tôi sẽ thật sự không chịu nổi mà chết theo em đó ngoan nào đừng có khóc nữa có tôi ở đây rồi cô đã rất cố để kìm nén cảm xúc hiện tại của mình nhưng những lời anh nói lại cứ khiến cô nức nghẹn lên từng cơn thấy vậy anh liền vội ôm chầm lấy cô mặc cho cô khóc như thế nào anh cũng cứ ôm chặt lấy cô như vậy hai tháng sau cô cùng nhật trung cùng đến khu nhà tăng lễ nơi đang đặt bài vị của tiểu trung ở đó Lần này đi, Nhật Trung còn đầy cả bà Lâm đang ngồi trên xe lăn cùng đi. Bà hiện không còn nhớ gì cả, nhưng anh và cô vẫn quyết định đưa bà tới, chỉ ít cũng để Tiểu Trung biết được gương mặt bà nội của mình như thế nào. đến trước bài vị, không có nổi một bức ảnh của con, Đồng Hân lại nghẹn ngào rơi nước mắt. Đặt bó hoa lưu ly mang màu xanh của da trời lên trước bài vị con, cô đứng chắp tay rồi nói trong nước mắt: "Xin lỗi vì đến bây giờ mẹ mới đến thăm con. Tiểu Trung có nhớ mẹ không? Con từng nói con ở một nơi nào đó con cũng sẽ dõi theo ba mẹ mà đúng không? Mẹ đã không thất hứa với con, mẹ đã không khóc, không đau lòng. Mẹ tin Tiểu Trung của mẹ hiện đang ở một nơi nào đó rất đẹp và rất vui vẻ. Nếu một ngày nào đó con nhớ đến ba mẹ thì hãy tìm về với ba mẹ. Có uất ức gì thì con hãy nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con. Tiểu Trung của mẹ, mẹ nhớ con nhiều lắm tiểu trung bà lâm nghe cô vừa khóc vừa gọi cái tên đó nên cũng cố gắng lặp lại lời cô nhật trung nghe được liền cúi xuống và chỉ tay về bài vị trước mặt rồi nói đúng vậy đó là tiểu trung nó là cháu nội của bác cháu nội bác hiện không có ở đây nhưng bác có cháu nội bác có vui không vui vui bác vui là tốt rồi tiểu trung mà gặp được bác chắc là nó cũng vui lắm đồng hân nhìn sang anh mà thầm cảm ơn trời cao có mắt đã ban cho cô một người không thể hoàn hảo hơn là anh, một người đàn ông mà không phải ai cũng dễ dàng có được. Cô không cần biết trước đó đã xảy ra những chuyện gì, nhưng sự thật cho cô thấy, sự thật đang nói với cô rằng anh đã hy sinh vì cô rất nhiều. Và giờ đây, nhìn vào sự ân cần chu đáo của anh đối với bà Lâm, cô lại nhận ra anh đã thật sự chiếm đóng trong tim cô một vị trí quan trọng nhất rồi. Nhật Trung, cảm ơn anh em cảm ơn anh đã không ngại mọi rào cản để cứu vãn cuộc đời em cảm ơn anh đã không màng tất cả mà kêu mang tiểu chung và em cảm ơn anh đã rộng lượng để chăm sóc mẹ nuôi em không biết nói gì ngoài câu cảm ơn từ tận đáy lòng em cảm ơn anh vì tất cả khóe môi tiểu chung lại cong lên một đường êm dịu anh đi sang ôm cô vào lòng vỗ về cưng nựng em đừng nói gì cả tất cả những điều anh làm là vì em mọi thứ đều là vì em tất cả là vì em mà em xứng đáng có được tất cả đồng hân anh yêu em câu nói này anh đã giấu rất lâu trong tim mình còn đồng hân nghe được ba từ này cô lại lần nữa rơi nước mắt cô không thể tự dối lòng mình nữa lần này cô sẽ chọn đối diện với chính mình và đối diện với trái tim mình nhật trung em cũng yêu anh nhận được câu trả lời như ý anh mỉm cười hạnh phúc nụ cười như chứa cả hàng vạn tinh hoa lấp lánh trên khắp thế gian Bà Lâm ở bên cạnh Tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì Nhưng cũng nhoèn cười rồi lặp lại Yêu Hai người đang hạnh phúc ôm chầm lấy nhau Vì câu lặp lại của bà Lâm mà bật cười thành tiếng Anh nhẹ lau đi gương mặt lem lúc của cô Rồi quay sang để xe lăn của bà Lâm Cả ba hướng mắt đồng điệu nhìn về phía bài vị của Tiểu Trung một lần nữa Rồi dứt khoát quay mặt đi ra về Hôm nay bầu trời rất đẹp ngàn vạn tinh tú trên cao cũng thay nhau chúc phúc cho đôi uyên ương đã trải qua sinh ly tử biệt, mất mát rồi luân hồi. Giờ đây, những kẻ nhẫn tâm độc ác đang nhận lãnh hậu quả báo ứng. Những người thiện lương cũng đã được đáp đền xứng đáng. Hạnh phúc nhé Nhật Trung, anh đã rất cố gắng, rất dũng cảm vì yêu mà làm tất cả. Hạnh phúc nhé Đồng Hân, sau cơn mưa thì cuối cùng phía cuối trời cũng đã có cầu vòng.